Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Cô vợ hoán đổi mạnh mẽ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Chu Thiến mở to mắt nhìn Triệu Huy Thành từng bước đến gần. Hai mắt anh lóe ra ánh sáng ngoan lệ trong bóng đêm. Toàn thân cô không tự chủ được mà run lên. Không, cô không thể ngồi chờ chết được. Cô cố bước xuống giường, nhắm thời cơ chạy ra cửa phòng. Triệu Huy Thành duỗi tay đã ngăn được cô dừng lại, một tay đẩy cô về phía tường. Ầm, lưng của Chu Thiến bị đập vào tường đau đớn. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Triệu Huy Thành đã đến gần, một tay đè bả vai cô, tay kia gắt gao nắm chặt cằm cô. Triệu Huy Thành chăm chú nhìn cô, ánh mắt âm ngoan, tiếng nói ra như rít qua kẽ răng. Tôi nói gì cô nên ngoan ngoãn làm theo. Đừng có khiêu chiến với tôi. Người khiêu chiến với tôi chưa bao giờ có kết cục tốt. Cô nên nhớ kỹ điểm này. Nghe xong lời của Triệu Huy Thành, Chu Thiến chỉ cảm thấy máu dồn hết lên não, lửa giận trong lòng không thể khống chế. Trong nháy mắt cô quên cả sợ hãi, dùng hết sức giãy khỏi tay của Triệu Huy Thành, sau đó trừng mắt, lạnh lùng nói. Anh coi vợ là cái gì? Là nô lệ của anh. Nếu không nghe lời anh thì sẽ có kết cục đáng sợ. Anh thì là cái gì? Anh như thế là rất giỏi sao? Theo ý của tôi, anh chẳng có cái gì hay ho, bá đạo, vô sỉ vô đức. Chơi đùa đàn bà cũng đi một nhẽ. Đằng này còn chơi cả bạn thân của vợ. Lấy người như anh là chuyện đáng buồn nhất trên đời. Cầm mồm! Triệu Huy Thành hét lớn, tay giơ lên như sắp tát cô. Khí thế của Chu Thiến lập tức ỉu xìu, trong lòng vô cùng hối hận. Nhất định cô động kinh mới nói ra những lời chọc giận anh ta. Giả nghĩa khí gì chứ? Cái này chẳng phải tự mình chịu thiệt. Cô vội nhắm chặt mắt, chờ đợi cái tát kia buông xuống. Dựa vào sự âm ngoan của Triệu Huy Thành, trong mặt cô bị vạc đi một nửa là ít. Lòng Chu Thiến run lên, nhưng đợi hồi lâu, bàn tay đó chưa có hạ xuống. Cô cẩn thận khẽ mở mắt thì thấy tay Triệu Huy Thành đã hạ xuống từ bao giờ. Trong bóng đêm, ánh mắt của anh sáng bừng. Qua một hồi, Triệu Huy Thành mới nói. Thì ra trong lòng cô, tôi là người như vậy. Thật ngạc nhiên, dường như anh bình tĩnh lại chỉ trong nháy mắt. Chu Thiến nhìn anh, không dám nói tiếp. Cô sợ mình vừa mới mở miệng lại khiến lửa giận trong anh bừng bừng. Vì cô rất muốn nói, chỉ sợ không phải trong mắt tôi. Có lẽ trừ người nhà anh ra thì ai cũng thấy anh là người chẳng ra gì. Tay Triệu Huy Thành xoa má của Chu Thiến, tóc gáy dựng lên trong nháy mắt. Lúc này, ngoài cửa có tiếng của Triệu Huy Tuấn. Anh cả, chị dâu, hai người làm gì? Sao mà ở Mỹ thế? Ba không vui đâu. Lòng Chu Thiến mừng như điên, cứu tinh đến rồi. Cô vội chạy ra mở cửa, nhưng Triệu Huy Thành ở đằng sau ôm ngang người cô. Chu Thiến vội hét lớn. Huy Tuấn nghe thấy Chu Thiến kêu thì vội hỏi. Sao thế? Triệu Huy Thành phía sau lạnh lùng nói. Bọn anh không sao. Ở đây không có chuyện của em. Đi xuống nhà đi. Chu Thiến sao có thể đi cứu tinh bỏ đi. Vội gọi. Huy Tuấn. Vừa kêu hai chữ đã bị Triệu Huy Thành bịt miệng. Chị dâu. Giọng Triệu Huy Thành lạnh hơn. Sao? Chuyện vợ chồng của anh mà em cũng muốn quản. Ngoài cửa, Triệu Huy Tuấn yên lặng hồi lâu, rồi thoáng nghe được tiếng bước chân anh bỏ đi. Vị cứu tinh duy nhất đã rời đi mà Chu Thiến không biết phải làm thế nào. Triệu Huy Thành cúi đầu khẽ nói vào tai của Chu Thiến. Cô thật có bản lĩnh. Mới ở chung cùng với Huy Tuấn mấy ngày mà đã làm cho nó quan tâm cô như thế. Hơi thở nóng rực theo câu nói của anh phun ra, khiến cho Chu Thiến tê dại. Cô muốn giãy khỏi vòng ôm của anh, nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Hơi thở Triệu Huy Thành dồn dập, ngực nóng bỏng kề sát lưng của Chu Thiến, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Chu Thiến không dám động đậy, tim đập như nổi trống. Triệu Huy Thành chậm rãi quay người cô lại, để cô đối mặt với anh. Trong bóng đêm, Triệu Huy Thành gắt gao kề sát cô. Sau đó nụ hôn lặng lẽ rơi xuống. Tay Triệu Huy Thành gắt gao ôm chặt cô. Độ ấm từ lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp áo ngủ, đốt nóng da thịt Chu Thiến. Lúc đầu Chu Thiến cố gắng chống cự, giãi giụa mãi đến khi kiệt sức, cô đành để mặc Triệu Huy Thành hôn mình. Nụ hôn của Triệu Huy Thành càng lúc càng cuồng nhiệt, mang theo sự bá đạo thiêu đốt mọi thứ. Dần dần người Chu Thiến càng lúc càng nóng, như có gì đó trong máu thiêu đốt. Cả người mềm nhũn vô lực, hoàn toàn phải dựa vào Triệu Huy Thành mới không bị ngã.
Cô không khỏi vươn tay ôm cổ Triệu Huy Thành. Động tác này hoàn toàn là vô thức, nhưng với Triệu Huy Thành lại là sự cổ vũ lớn. Anh ôm cô càng chặt, môi càng nồng nhiệt, hơi thở càng nóng bỏng, môi chạm môi, tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mắt. Chu Thiến bị hôn đến không biết phương hướng, mơ màng, đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi tay anh bắt đầu dao động trên người cô, đến khi Triệu Huy Thành định cởi áo ngủ của cô, đến khi cô cũng kìm lòng không nổi mà rên rỉ mê hồn, thì đột nhiên mới tỉnh táo lại. Chu Thiến dùng hết sức lực toàn thân đẩy Triệu Huy Thành ra. Bất ngờ không kịp phòng bị, Triệu Huy Thành bị cô đẩy lùi mấy bước. Trong bóng đêm, không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề. Cô vỗ vỗ ngực đang đập loạn, lớn tiếng nói: "Anh đừng chạm vào tôi. Nếu như anh có nhu cầu, hoàn toàn có thể đi tìm người khác." Triệu Huy Thành đột nhiên bước đến, một tay ôm ngang người Chu Thiến. Chu Thiến hét lớn, quát: "Buông ra, thả tôi xuống." Hai tay đấm thùm thụp lên người anh, Triệu Huy Thành cả giận nói: "Nếu như cô còn kêu nữa thì tôi sẽ lập tức cùng cô. Cô cũng biết cô không cản nổi tôi. Ai cũng không cản nổi tôi." Cơ bắp Triệu Huy Thành banh ra, hiển nhiên anh đang cực lực khắc chế cơn giận của mình. Triệu Huy Thành không phải đang nói đùa, anh ta nói thật. Chu Thiến vốn luôn thức thời, lập tức im bặt. Cũng không biết anh mở cửa như thế nào, Triệu Huy Thành ôm cô ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ rồi vứt cô lên giường lớn. Trong phòng ngủ có ánh sáng nhu hòa, ánh mắt Triệu Huy Thành nhìn Chu Thiến chăm chú. Chu Thiến nhìn theo mắt Triệu Huy Thành, không xong rồi, áo ngủ chết tiệt này. Lúc này làn váy cuốn lên, lộ ra cặp đùi thon dài trắng nõn, mà ngực vì mồ hôi mà dính chặt lại, lộ ra đường cong mê người. Mắt Triệu Huy Thành hơi tối lại, khẽ nuốt nước bọt. Chu Thiến thầm kêu thảm, vội dùng chăn che kín người, cảnh giác nhìn Triệu Huy Thành. Triệu Huy Thành hừ lạnh một tiếng, môi mím chặt, sau đó không nhìn Chu Thiến. Anh cởi áo, sau đó cởi quần, cuối cùng trên người chỉ còn lại có một cái quần lót. Chu Thiến khẩn trương nhìn Triệu Huy Thành, chăn cuốn càng chặt. Triệu Huy Thành nhìn cô, mắt lạnh như băng nói: "Giờ tôi đi tắm. Cô tốt nhất là đừng rời khỏi đây. Mặc kệ cô nghĩ tôi thế nào, cô cũng không thể thay đổi chuyện cô là đàn bà của tôi. Là đàn bà của Triệu Huy Thành thì phải ở bên cạnh tôi. Trừ phi..." Triệu Huy Thành đột nhiên đến gần Chu Thiến, hai mắt hung hăng nhìn cô chằm chằm, có ánh sáng sáng quắc. "Trừ phi tôi ghét cô, nếu không cô đừng hòng rời xa tôi." Chu Thiến bị khí thế của Triệu Huy Thành áp chế, nói không thành lời, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Triệu Huy Thành đứng thẳng dậy, nhìn xuống Chu Thiến, trong mắt đầy sự khinh thường và trào phúng. Tựa như việc đối nghịch với Triệu Huy Thành là việc của kẻ không biết tự lượng sức. Sau đó Triệu Huy Thành xoay người đi vào phòng tắm. Chu Thiến lập tức nhảy dựng lên, tìm trong phòng thay đồ một bộ quần áo rộng. Cũng mặc kệ nó có thoải mái hay không, cô tự bọc kín mình lại. Sau đó cô ngồi xuống bên giường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Cô nên làm gì bây giờ? Ở lại bên cạnh Triệu Huy Thành thật là chuyện nguy hiểm. Có lẽ như Tiểu Mạt nói, cứ thế sớm muộn gì cũng bị anh ta ăn sạch. Nếu không cầm 10 vạn rồi chạy. Nhưng chưa làm việc đã cầm tiền lương của người ta thì có phải là rất vô đạo đức? Nhưng quan trọng là thân phận này thì cô có thể trốn đi đâu? Dựa vào thế lực của Triệu Huy Thành thì tìm cô là một việc rất đơn giản, mà kết quả có phải sẽ càng khiến cho anh ta tức giận. Triệu Huy Thành là loại người bá đạo, muốn nắm trong tay mọi thứ. Đến lúc đó anh ta sẽ đối xử với cô như thế nào? Càng nghĩ Chu Thiến không rét mà run. Vì sao Tống Thiệu Lâm còn chưa tỉnh lại? Đã qua một tuần từ lâu, chỉ cần cô ấy tỉnh lại, việc đổi cơ thể đã không có gì phiền não nữa rồi. Đang lúc do dự, Triệu Huy Thành bước ra khỏi phòng tắm. Chu Thiến vừa nghe tiếng mở cửa đã vội lan về phía góc giường, bọc chăn vô cùng kín. Cô chẳng có tâm tình thưởng thức bức tranh mỹ nam xuất dục đồ này. Chu Thiến quay lưng về phía Triệu Huy Thành, nhắm chặt mắt, không nhúc nhích, thần kinh căng thẳng. Cô cảm giác Triệu Huy Thành dần đi về phía giường, sau đó vị trí bên cạnh hơi lõm xuống. Có lẽ là anh ta đã nằm xuống, trong mũi người được mùi sữa tắm thản nhiên mà tươi mát. Chu Thiến không khỏi thở sâu. Bên tai nghe được tiếng Triệu Huy Thành xoay người, cánh tay anh vươn tới ôm chặt eo cô. Chu Thiến chấn động toàn thân, mở to mắt, giãy giụa định rời ra xa một chút. Tay Triệu Huy Thành dùng lực một chút, cô đã không thể động đậy. Trong lòng Chu Thiến rối bời, lưng túa mồ hôi, chẳng lẽ lần này không trốn nổi hay sao? Bên tai lại truyền đến tiếng của Triệu Huy Thành mất kiên nhẫn.
đừng lộn xộn, ngủ. Triệu Huy Thành ôm Chu Thiến càng chặt, cánh tay cô tiếp xúc với da thịt trần trụi của anh, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong nháy mắt. Cảm giác đó trấn an sự nôn nóng trong lòng cô. Hơn nữa, Triệu Huy Thành cũng không có động tác gì khác. Cô dần bình tĩnh lại. Bên tai cô dần truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhẹ của Triệu Huy Thành. Cả người căng lên, mở to mắt. Cô nằm đó, đối diện với cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, lẳng lặng rải ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Trời đêm đầy sao sáng lấp lánh, ánh sáng trong veo như ngọc, lại như đôi mắt tinh nghịch đang nhấp nháy. Chu Thiến như bị thôi miên, xem nhẹ người bên cạnh, xem nhẹ cái tay trên lưng, cơ thể dần thả lỏng, mí mắt càng lúc càng nặng, dần dần nhắm mắt lại. Trong mức mông lung, dường như có người ở bên tai cô khẽ nói, sau này không cho em cười với một người đàn ông nào khác, cho dù là Hy Tuấn cũng không được. Nụ cười của em chỉ có thể thuộc về anh. Chu Thiến mơ mơ màng màng nghĩ, là ai bá đạo như vậy, không cho cô cười, thật là đáng ghét. Màn đêm lặng lẽ bao phủ, toàn bộ thế giới chỉ còn lại sự yên tĩnh vô cùng. Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại, Triệu Huy Thành bên cạnh chẳng biết đã đi đâu. Chu Thiến thay quần áo, tắm rửa nhanh rồi đi xuống lầu. Trong phòng sẽ có người hầu thu dọn. Từ khi ở biệt thự riêng cùng với Triệu Huy Thành, Chu Thiến đã biết. Nói thật, cuộc sống làm hảo môn phu nhân của Tống Thiệu Lâm thực sự quá nhàn nhã. Không cần phải lo lắng mưu sinh, không cần phải làm việc, chẳng lo chuyện nội trợ. Chỉ cần hưởng thụ cuộc sống vật chất đầy đầy. Nhưng cuộc sống nhàn nhã này cũng không làm Tống Thiệu Lâm vui vẻ. Đó là đạo lý gì? Mà Chu Thiến chỉ là khách qua đường, chung quy cô vẫn muốn trở về thế giới của mình. Mọi thứ ở đây dù thế nào cũng không thể trầm mê, bởi vì những thứ đó vốn không thuộc về cô. À, ngoài 10 vạn tệ kia. Đi xuống lầu thì mới biết cô dậy cũng không sớm. Triệu Huy Thành và bố chồng cô đều đã đến công ty. Triệu phu nhân đang gọi điện thoại, hẹn bạn chơi mạt chược. Thấy Chu Thiến thì buông điện thoại rồi nói, rỗi rãi thì bảo lái xe đưa con về Tống gia đi. Mẹ con gọi điện đến nói con xuất viện còn chưa có về nhà, trở về xem đi. Bà cũng không hỏi chuyện tối ngày hôm qua, nhưng từ ánh mắt của bà, Chu Thiến biết nhất định việc tối qua bà cũng biết. Nhưng nếu bà không hỏi thì cô cũng giả như chẳng có chuyện gì. Dù sao chiều qua mới lấy của bà 10 vạn tệ, tối đã gây chuyện chắc chắn bà không vui. Nhưng Triệu phu nhân đừng có trách cô, mọi phương diện khác cô đều sẽ cố gắng làm tốt, chỉ riêng chuyện đó vẫn chờ con dâu chân chính của bà trở về rồi nói. Lái xe đứng thẳng trước chiếc xe sang trọng màu đen, đồng phục màu đen, cúc áo bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời. Lái xe thấy cô đã cung kính cúi người mở cửa xe cho cô, khiến cô rất ngượng ngùng. Xe yên ổn đi suốt một đường, không lâu sau đã đến một con đường nhỏ. Cuối đường là một biệt thự màu trắng rộng lớn. Chu Thiến xuống xe, xe được cất vào gara. Có người dẫn lái xe đi nghỉ ngơi uống trà. Biệt thự tư gia có khí phái xa hoa, tất nhiên Chu Thiến không cần nhiều lời. Vẻ mặt cô đã chẳng còn sự sợ hãi khi bước chân đến những nơi lộng lẫy như vậy nữa. Nhưng vẫn có một chỗ khiến cô để ý. Đó là một góc vườn, có một cây cổ thụ lớn, cành lá sum suê. Dưới tán cây có một chiếc đu bằng gỗ sơn đỏ. Đây hoàn toàn là sản phẩm thủ công, xem ra cũng được một thời gian khá dài. Chu Thiến nhìn chiếc đu mà ngẩn người. Tuổi thơ của Tống Thiệu Lâm nhất định rất hạnh phúc. Nói thật, tuổi thơ của Chu Thiến, trong nhà ngay cả chỗ để treo dây đu cũng không có. Cũng có những ngày hạnh phúc, đó là khi mẹ cô vẫn còn sống. Bà sẽ thường xuyên đưa Chu Thiến đến công viên chơi xích đu. Nhưng từ sau khi mẹ qua đời, tuổi thơ của cô dường như cũng biến mất trong chớp mắt. Mây đen phủ kín cả gia đình, suy sụp, đau lòng, cha mất phương hướng, khiến Chu Thiến dù chỉ là đứa trẻ 10 tuổi đã phải sớm trưởng thành. Mãi cho đến khi mẹ kế xuất hiện, nhưng chung quy không phải là mẹ ruột. Trên đời này không có bất luận ai có thể thay thế mẹ của cô. Tiểu thư, một tiếng gọi mừng rỡ. Chu Thiến quay đầu lại, là một người phụ nữ hiền lành. Chu Thiến nhớ lại, cô đã từng gặp bà trong bệnh viện. Bà bước nhanh tới, kéo tay cô rồi nói, tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng đã về. Phu nhân ngày nào cũng nhớ người. Để lan tàu xem. Vẫn tốt, không bị gầy đi. Tiểu thư sống có ổn không? Có lẽ là sự thân thiết trong mắt bà rất giống mẹ. Chu Thiến chỉ thấy hốc mắt nóng lên. Cô vội quay đầu, lén lau khóe mắt. Tôi rất ổn. Nói thật lòng,
Ngoài sự hoảng sợ mà Triệu Huy Thành ban tặng, cô sống thực sự không tồi. Bà rất cao hứng gật đầu. Có thể thấy Lan Tẩu này rất thương Tống Thiệu Lâm. Bà kéo tay Chu Thiến đi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Phu nhân, tiểu thư đã về." Sau đó liền thấy Tống phu nhân thong dong đi xuống lầu. "Gọi cái gì?" "Cả nhà đều nghe được." "Thiệu Khang, tối qua uống rượu, còn đang ngủ." Lan Tẩu ở một bên nhỏ giọng nói: "Phu nhân đang nói đến cậu chủ, là anh cả của cô." Tống phu nhân nhìn Chu Thiến, vẻ mặt tương tự giống Tống Thiệu Lâm, tươi cười: "Thiệu Lâm đã về rồi. Lan Tẩu đi vào phòng bếp làm một ít đồ ăn tiểu thư thích đi." Lan Tẩu vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp. Tống phu nhân bảo Chu Thiến cùng bà lên lầu. Bà dẫn Chu Thiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Bà kéo Chu Thiến ngồi xuống giường, chưa gì đã hỏi: "Nghe nói con đòi chia phòng ngủ với Hy Thành à?" Vẻ mặt đầy ý bất mãn. Chu Thiến hiểu bà là thuyết khách do Triệu phu nhân nhờ. Chu Thiến lẳng lặng rút bàn tay bị bà ta nắm về rồi nói: "Con hoàn toàn không nhớ gì về anh ta cả. Con không chấp nhận được việc một người đàn ông hoàn toàn xa lạ là chồng của mình. Con cũng không muốn cùng người xa lạ chung chăn chung gối." Đạo lý rõ ràng như vậy, Chu Thiến không tin bà không hiểu, nhưng dường như bà không để ý đến cảm nhận của con gái. Tống phu nhân thở dài: "Nhưng mà Hy Thành là chồng của con, đó là sự thực không thể thay đổi. Nếu như con cứ mặt lạnh với nó, sớm muộn gì cũng có biến." Chu Thiến hử lạnh: "Anh ta đã sớm thay đổi. Không phải nói là từ trước đến giờ anh ta luôn là loại người đó. Bên ngoài có phụ nữ cũng không buồn giấu giếm con. Hơn nữa người đó còn là bạn của con. Có thể thấy anh ta cũng chẳng coi con ra gì. Loại đàn ông này con cũng chẳng cần." Bà nhíu mày: "Ý của con là Văn Phương?" "Mẹ cũng biết." Trong mắt Tống phu nhân hiện lên sự khinh miệt, hừ một tiếng: "Con bé đó chẳng qua chỉ là nha đầu mẹ nuôi cho con. Con lại rất thích nó, cho nên mẹ mới để cho nó ở gần con. Không ngờ lại nuôi ong tay áo. Nhưng mà con việc gì phải để ý đến nó. Dù nó có như thế nào thì cũng không thay đổi được thân phận. Là con gái của bợm rượu, con muốn bay lên làm phượng hoàng. Nếu như không nhờ Tống gia chúng ta thì giờ nó chẳng biết như thế nào." Chu Thiến có chút vội vàng: "Quan trọng không phải là cô ta là loại đàn bà gì, thân phận gì, mà quan trọng là Triệu Hy Thành đã phản bội hôn nhân." Bà tức giận đứng lên: "Cái đó không phải trách con. Nếu lúc trước con không giới thiệu Văn Phương đến làm việc ở Triệu thị thì có cơ hội đó cho nó sao?" "Đúng là ông nói gà bà nói vịt." Chu Thiến có cảm giác mệt mỏi, thở dài: "Loại chuyện này phải cho con thời gian. Nếu anh ta thực sự bất mãn thì ly hôn là xong." "Nói bậy." Bà đứng phát dậy, hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói: "Hai chữ ly hôn con đừng có nghĩ đến. Con có biết tập đoàn Triệu thị có bao nhiêu cổ phần trong Tống thị không? Con có biết công trình của anh cả con có bao nhiêu vốn đầu tư là của Triệu thị không? Con có biết nhà mình và nhà họ có bao nhiêu hợp đồng làm ăn không? Chuyện hôn nhân này không đơn giản như con nghĩ đâu." Chu Thiến trợn to mắt nhìn bà, có phần hơi bị dọa. Bà thấy vẻ mặt cô kinh hoàng thì giọng nói dịu lại: "Con bị mất trí nhớ. Những chuyện đó mẹ cũng không trách. Nhưng về sau thì đừng có tùy hứng như thế. Đàn ông ở bên ngoài có phụ nữ, con không cần phải để ý. Trên thương trường, đàn ông nào mà chẳng như thế. Như cha con đấy thôi, bên ngoài chẳng thiếu gì đàn bà. Nhưng mẹ vẫn là Tống phu nhân đấy thôi. Những con đàn bà bên ngoài không thể uy hiếp được địa vị của con. Nếu như con muốn trói chặt tim của Triệu Hy Thành thì con phải có chút công phu nữa chứ. Hơn nữa, nếu như con thực sự ly hôn, tổn hại lợi ích hai nhà, làm mất thể diện hai bên, thì cha con sẽ bỏ mặc con. Còn sau này phải làm thế nào? Con còn có thể lấy ai nữa? Ai sẽ lấy phụ nữ mà Triệu gia vứt bỏ? Con nói xem, con sẽ như thế nào? Con luôn sống an nhàn sung sướng, về sau phải làm như thế nào?" Nói cách khác, nếu ly hôn thì ngay cả nhỏ Tống cũng bỏ mặc cô sao? Không thể nào, đó chỉ là dọa Chu Thiến thôi đúng không? Dù sao cũng là con gái ruột. Nhưng khi nãy bà đã nói Tống tiên sinh có rất nhiều đàn bà, có bỏ đi một đứa con gái không nghe lời, có lẽ ông ta cũng chẳng tiếc. Nhưng Chu Thiến sao dễ dàng khuất phục. Cô quật cường đáp: "Con không cần dựa vào bất kỳ ai, con tự dựa vào bản thân mình." Tống phu nhân ngửa đầu cười, giống như nghe được một chuyện cực kỳ buồn cười. Cười xong, bà nhìn Chu Thiến, ánh mắt lạnh như băng: "Thiệu Lâm à,
Từ nhỏ cho đến lớn, con đã kiếm được một đồng tiền. Con chưa từng chịu qua chút khổ cực nào. Con thực sự 10 ngón tay chẳng chạm đến nước. Dựa vào chính mình, con nghĩ dễ dàng lắm hay sao? Con có biết một tháng con tiêu hết bao nhiêu tiền không? Có biết giờ một sinh viên kiếm được bao nhiêu tiền không? Dựa vào chính mình. Bà cười lạnh liên tục. Chu Thiến bị bà cười đến tim cũng lạnh. Đúng thế, Tống Thiệu Lâm không phải là Chu Thiến. Chu Thiến từ 16 đã đi làm thêm. Vì học phí của em trai, một tháng có thể không ăn cơm, chỉ ăn bánh bao, mì sợi mà sống. Tống Thiệu Lâm không thế. Cô ấy không biết khó khăn của cuộc đời. Cô ấy sống trong tháp Nga. Cuộc sống hoa lệ chói mắt đã ăn mòn ý chí chiến đấu của cô ấy. Cô ấy đã chẳng có dũng khí tự lập, nên dù biết chồng không chung thủy cũng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, nhưng lại không có quyết tâm ly hôn. Bởi vì cô ấy biết, nếu không làm thiếu phu nhân của Triệu Thị thì cô ấy cũng chẳng phải là Tống đại tiểu thư. Đến lúc đó không có chỗ dựa dẫm, cuộc sống thê lương. Thực sự là không thể ly hôn cho Tống Thiệu Lâm. Đến lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình thành người ly dị chồng, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng cấm cửa, thì Chu Thiến cũng không dám nghĩ cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào. Giờ Chu Thiến đã chẳng còn hâm mộ Tống Thiệu Lâm như trước. Thì ra cuộc sống lấp lánh của cô ấy không phải là không cần phải trả giá. Cái giá đó chính là cuộc hôn nhân của cô ấy, hạnh phúc và tự do của cô ấy. Đời này chẳng bao giờ có đủ miễn phí cho ai. Chu Thiến cúi đầu, hồi lâu không nói, trong lòng có chút buồn cho Tống Thiệu Lâm. Tống phu nhân lại ngồi xuống bên cạnh Chu Thiến, xoa lưng cô, vỗ nhẹ hai cái, rồi dịu dàng nói: "Mẹ nói nhiều với con như thế, chẳng phải vì muốn tốt cho con. Cuộc sống giờ mới là thích hợp nhất với con. Đời thì làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ. Đàn bà trong gia đình quyền quý, ai mà chẳng như vậy. Lâu rồi thì cũng thành quen." Bà khẽ thở dài, trong giọng nói dường như có sự đau khổ mà thản nhiên. Lòng Chu Thiến càng lúc càng nặng nề, giống như có tảng đá lớn đè nặng, ép cô không thở nổi. Chu Thiến đứng lên nói: "Con đi đây." Cô cảm thấy nơi đây khiến cô bị áp lực, chỉ muốn mau chóng rời khỏi. Tống phu nhân không nể mặt nói: "Ở lại ăn cơm trưa đi." "Sao? Mẹ nói có hai câu mà đã khó chịu." Có lẽ bà thực sự nghĩ cho con gái, nhưng Chu Thiến lại không hề cảm nhận được chút dịu dàng nào từ bà. Tất cả chỉ là vì lợi ích, lợi ích. Chu Thiến biết nên ứng phó như thế nào. Cô nói dối: "Chiều nay con hẹn Hy Thành ăn cơm." Tống phu nhân lập tức mặt mày hớn hở: "Vậy thì nhanh đi. À đúng rồi, ở bên nó nhiều vào, không cho bọn đàn bà khác có cơ hội." Chu Thiến rời khỏi nhà họ Tống. Lúc gần đi, cô lại nhìn thoáng qua chiếc xích đu màu đỏ kia, trong lòng không khỏi cảm thán. Có lẽ Tống Thiệu Lâm chỉ có tuổi ấu thơ là hạnh phúc, một khi trưởng thành sẽ phải gánh vác trách nhiệm của mình. Dù có muốn hay không thì cô cũng không thể phản kháng. Mặt trời bắt đầu rực rỡ hơn, thiêu đốt mặt đường. Trên đường đi, cây cối ủ rũ, người đi đường phơi nắng đều đỏ mặt, ướt đẫm mồ hôi. Mà Chu Thiến lại đang thoải mái ngồi trong xe hơi, hưởng thụ không khí mát mẻ. Có khi nào cô cũng sẽ vì hiện tại thoải mái mà phải trả giá không? Chu Thiến không muốn nghĩ đến vấn đề này như con đà điểu. Cô sợ phải nghĩ nhiều rồi bản thân sẽ sợ hãi, sẽ mất đi dũng khí kiếm 10 vạn tệ kia. 10 vạn tệ đó rất quan trọng đối với cô. Chu Thiến lắc đầu như muốn lắc sạch những tạp niệm đó ra khỏi đầu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhằm phân tán lực chú ý của mình. Chu Thiến nhìn cảnh vật lướt qua bên đường. Đột nhiên một bóng người anh tuấn cao lớn thoáng qua trước mắt. Chu Thiến không thể tin nổi vào mắt của mình. Sự ổ dột hóa thành hư không. Trong lòng vui mừng như điên, tựa như được uống thuốc kích thích, cả người run lên. "Dừng xe, dừng xe!" Chu Thiến kêu lớn. Sự kích động trong lòng không thể hình dung. Lúc này trong đầu Chu Thiến chẳng còn lại ý nghĩ gì. Bóng dáng kia đã chiếm hữu tâm hồn cô. Lái xe dừng ở ven đường, xe còn chưa dừng lại, cô đã vội vã nhảy xuống, chạy về hướng khi nãy. Chưa được vài bước đã mồ hôi mồ kê đầm đìa. Mọi người đi đường đều nhìn Chu Thiến. Cô biết hiện giờ vẻ mặt của cô rất hưng phấn, mắt sáng bừng. Trong lòng cô là niềm vui mừng khó tả. Trong mừng vui lại có chút sợ hãi. Chu Thiến sự chờ đợi của mình rồi sẽ chỉ là thất bại. Chu Thiến sợ cô sẽ chỉ là mừng hụt. Cô đứng ở đầu đường khi nãy,
tìm kiếm chung quanh, nhưng giữa dòng xe cộ, trong dòng người đông đúc, nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đó. Chu Thiến sốt ruột nhìn quanh, không có, không có. Anh như bong bóng đã tan biến trong biển người mờ mịt. Chu Thiến dùng hết sức hô lớn, anh Tần Tranh. Nhưng tiếng kêu sớm bị chìm lấp trong dòng xe cộ ồn ào. Chu Thiến thất hồn lạc phách đứng ở bên đường, nhiệt tình dần biến mất. Sự thất vọng vô tận nhấn chìm cô. Lái xe đuổi theo hỏi, sao vậy phu nhân? Chu Thiến mờ mịt nhìn anh ta, hồi lâu sau mới như bừng tỉnh. Đúng, giờ cô là Triệu phu nhân. Cô không phải là cô em gái nhỏ Chu Thiến mà Tần Tranh biết. Cho dù gặp anh ấy thì cô có thể làm gì? Nhưng thật sự vất vả lắm mới nhìn thấy anh ấy. Sở dĩ Chu Thiến chọn làm việc ở thành phố này chính là vì Tần Tranh ở đây. Nhưng suốt 2 năm qua, Chu Thiến không hề gặp Tần Tranh được một lần, ngay cả chút tin tức về anh cũng không có. Hôm nay vất vả lắm mới nhìn thấy được bóng dáng của anh. Tần Tranh, có phải cô và anh ấy thực sự không có duyên? Mỗi khi Chu Thiến nghĩ sắp bắt được góc áo của anh thì anh lại biến mất không thấy. 8 năm trước là thế, 8 năm sau vẫn là như thế. Tim Chu Thiến thắt lại. Lái xe nói, phu nhân, về xe đi. Chỗ này mặt trời quá nóng, rất dễ bị cảm nắng. Tôi thấy sắc mặt của cô không ổn cho lắm. Chu Thiến theo lái xe quay về xe. Không khí mát mẻ ùa tới. Trong nháy mắt, nước mắt của Chu Thiến rơi xuống. Một ít đoạn ký ức như những thước phim hiện lên trong đầu cô. Thiến Thiến 10 tuổi, Thiến Thiến mới mất mẹ, ngồi ở mép cửa khóc. Một cậu bé dịu dàng nâng cô bé dậy, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió ấm áp. Em à, sao lại khóc? Cô nhóc ngẩng đầu nhìn cậu bé. Một khắc đó, cậu bé ấy dịu dàng cười, ánh mắt ấm áp khắc sâu trong trí óc của cô bé, cả đời cũng không thể quên. Phu nhân, cô không sao chứ? Lái xe quan tâm hỏi. Chu Thiến lắc đầu, lau khô nước mắt. Chu Thiến hẹn Tiểu Mạt tới quán cà phê bên cạnh thẩm mỹ viện mà hai người làm việc. Tiểu Mạt khoan thai bước đến, cô vừa ngồi vừa nói, lúc cậu gọi cho mình đang trang điểm cho khách, làm xong thì mới đi được. Sau đó nhìn Chu Thiến một cái, ngạc nhiên nói, mặt cậu làm sao thế? Sắc mặt rất đáng sợ, gặp quỷ à? Chu Thiến nhẹ nhàng nói, Tiểu Mạt, mình thấy anh Tần Tranh, nhưng chỉ chớp mắt thôi đã không thấy tăm hơi đâu cả. Tiểu Mạt trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu mới nói, cậu chắc nhìn nhầm rồi. Chu Thiến nhìn cô, nước mắt lưng tròng. Tiểu Mạt thở dài, đúng, sao mà cậu nhìn nhầm được, người đó như khắc sâu trong đầu cậu. Cũng khó trách, anh ấy đối tốt với cậu như thế. Rõ ràng là ngay cả cùng một thành phố, vì sao mãi mà mình không thể gặp anh ấy? Nhưng dù gặp được thì thế nào, giờ mình thành ra như thế này, là phụ nữ đã kết hôn. Chu Thiến vô cùng khổ sở, tim như dao cắt. Tiểu Mạt cầm tay Chu Thiến, đừng quá buồn, nói không chừng ngày mai người phụ nữ kia sẽ tỉnh lại, ngày kia cậu sẽ gặp được anh Tần Tranh. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, hiển nhiên cũng không tin tưởng vào lời nói của chính mình. Cuối cùng cô sốt ruột nói, sao lại bất tỉnh mãi như thế? Ngay cả bác sĩ cũng nói vết thương không quá trở ngại, hẳn là phải tỉnh lại rồi chứ, vì sao còn chưa có tỉnh? Chu Thiến cúi đầu, trong lòng lại mơ hồ hiểu được, có lẽ cô ấy muốn trốn tránh thực tế này đi. Ăn cơm trưa cùng Tiểu Mạt rồi, Chu Thiến trở về nhỏ Triệu. Triệu phu nhân đang vui vẻ cùng mấy cô gái mặc đồng phục chọn lựa giữa đống quần áo lớn, ngẩng đầu thấy Chu Thiến thì cười nói, Thiệu Lâm, về đúng lúc lắm, mẹ vừa mới định gọi điện cho con, mau lại đây xem, con thích bộ nào. Chu Thiến miễn cưỡng cười, giờ cô làm gì có tâm tình chọn quần áo cho bà, nhưng dù sao bà cũng là bà chủ của cô, thế nào cũng vẫn phải làm. Chu Thiến đi tới nhìn, đều là trang phục dạ hội, chất sa tanh, đủ các kiểu dáng màu sắc, trông vô cùng hoa mỹ. Chu Thiến chọn ra một bộ váy dài màu nhạt, đơn giản, dưới ánh đèn hơi sáng lên, mặc vào nhất định rất nổi bật mà không mất đi sự sang trọng. Cô nói, mẹ, con thấy cái này không tệ. Bà cầm lấy nhìn nhìn, nhíu mày nói, cái này kiểu dáng quá bảo thủ, mẹ mặc còn được, con mặc trông già đi đấy. Con mặc? Chu Thiến chỉ vào mũi của mình. Bà cười,
Có cái gì mà phải kinh ngạc thế? Đêm nay con phải cùng với Hy Thành tham gia một buổi dạ tiệc. Nó đã gọi cửa hàng lễ phục tốt nhất thành phố mang quần áo đến cho con chọn. Con xem, Hy Thành rất để ý đến con đó. Dạ tiệc? Chu Thiến cảm thấy đầu phình to như cái đấu. Chu Thiến không quen biết bất kỳ ai ở đó, cũng không phải người của giới thượng lưu, thực sự sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Chu Thiến cẩn thận hỏi. Con không đi không được ạ? Triệu phu nhân nhíu mày. Vậy sao được? Con là phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị. Một số buổi tiệc quan trọng con bắt buộc phải tham gia. Đó cũng là việc của con dâu Triệu gia. Nếu là nhiệm vụ không thể trốn tránh thì cố làm đi. Đến lúc đó cô cười nhiều nói ít là được. Đợi khi Triệu Huy Thành quay về đón thì Chu Tiến đã trang điểm xong. Lễ phục màu vàng nhạt, trước ngực là sa mỏng, cắt may vô cùng khéo léo, lộ ra đường cong duyên dáng, càng khiến cô trông xinh đẹp, mềm mại. Nghe nói đây là tác phẩm của một nhà thiết kế người Pháp. Tóc Chu Thiến cũng là do stylist chuyên nghiệp chải búi. Tóc dài đen nhánh búi thành búi đơn giản. Có mấy lọn tóc lơ đãng lúc đi lại, những lọn tóc khẽ bay bay khiến cô trông vô cùng kiều mị, linh động. Khuôn mặt cũng trang điểm đơn giản. Chuyên gia trang điểm chỉ trang điểm nhẹ đã khiến làn da của cô càng sáng mịn. Hai mắt long lanh ẩn tình, môi hồng nhuận, căng đầy. Chu Thiến vô cùng khâm phục stylist này. Sau này có cơ hội nhất định phải bái ông ấy làm thầy. Khi Chu Thiến đi ra đại sảnh, đối mặt với Triệu Huy Thành, anh sừng sốt nhìn cô chằm chằm suốt mấy giây, vẻ mặt trừng mắt. Cứng lưỡi ngây ngốc này chưa từng xuất hiện trên con người luôn bình tĩnh âm ngoan như anh. Điều đó quả thực khiến Chu Thiến có chút tự hào, tuy rằng cơ thể này không phải là của cô. Hôm nay, Triệu Huy Thành cũng ăn mặc rất chỉnh tề, một thân Âu phục Armani mặc lên người anh thật giống mặt người dã thú. Chu Thiến không nhịn được nhìn thoáng qua mấy lần, cuối cùng không thể không thừa nhận, người này dù đáng ghét thật nhưng quả thật là yêu nghiệt, một con sói cực kỳ xinh đẹp. Triệu Uy Thành thấy cô nhìn mình thì khôi phục lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười với cô. Chu Thiến cảm thấy nụ cười đó mang theo ý câu dẫn vô sỉ, bởi vì cô lập tức đỏ mặt. Triệu Uy Thành đi tới ôm eo cô rồi khẽ thì thầm vào tai cô. Hôm nay đẹp lắm. Giọng nói của anh tràn ngập ý cười, xem ra tâm tình rất tốt. Lúc này tư thế của hai người vô cùng ái muội, mà cô lại cũng không dãy giụa, có thể thấy được uy lực của sắc đáng sợ cỡ nào. Nghe nói hôm nay em về nhà mẹ đây. Anh lơ đãng hỏi. Một câu liền nhắc tới chuyện đau lòng của cô. Bóng dáng thanh nhã chợt thoáng qua trong đầu cô. Tâm tình Chu Thiến lập tức trở nên ảm đạm. Hai mắt cô lập tức rũ xuống. Triệu Huy Thành nhíu mày. Sao tâm tình đột nhiên chuyển bấn xấu đi vậy? Triệu Huy Thành ôm eo cô chặt hơn hỏi. Sao thế? Có chuyện gì à? Chu Thiến vội lắc đầu. Việc này làm sao có thể cho anh biết? Cô miễn cưỡng lấy tinh thần rồi nói. Không sao, không xảy ra chuyện gì cả. Cô ấy nhất định có việc gạt anh. Triệu Huy Thành không khỏi tức giận. Cô chưa từng mở lòng với anh. Vừa nghĩ đến vẻ mặt xa cách với anh liền bốc hỏa. Anh buông tay, bỏ lại cô một mình đi ra cửa lớn. Chu Thiến nhìn bóng dáng của anh, hung hăng trừng mắt một cái. Cầm thú này, trở mặt hơn trở bàn tay. Nể tình 10 vạn tệ, tôi nhịn anh. Sau đó, cô cũng đi theo Triệu Huy Thành ra ngoài. Ngoài cửa, Triệu Huy Thành đã ngồi trên xe chở cô. Hôm nay anh không tự lái xe. Chu Thiến nhìn, lái xe chính là người đã đưa cô về nhà mẹ đẻ. Lái xe mở cửa cho cô mỉm cười cảm ơn rồi ngồi lên. Triệu Huy Thành cũng chẳng nhìn cô lấy một lần, xị mặt ra, chờ cô ngồi xuống, anh mới lạnh lùng mở miệng. Tiệc rượu đêm nay rất quan trọng. Giám đốc khu vực châu Á của công ty Hoa Thái đến dự. Đó là đối tượng công ty muốn hợp tác, cho nên... Anh nhìn cô, con mắt đen láy tỏa ra ánh sáng lạnh. Cho nên tốt nhất cô đừng có bày ra vẻ mặt buồn bã ủ rũ đó nữa, làm mất mặt Triệu Thị. Chu Thiến cũng hơi giận. Thái độ gì thế? Không muốn nhìn cô thì bảo cô đi làm gì. Nhưng cô cũng không dám nói những lời này. Chu Thiến nhìn anh, vẻ mặt đột nhiên tươi cười cực kỳ dối trá. Ánh mắt mị mị thành đường chỉ, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Anh yên tâm, tối nay lúc nào tôi cũng thế này cho anh nở mày nở mặt. Triệu Huy Thành như đột nhiên bị người dùng phép định thân làm đông cứng người. Kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ cổ quái,
như đang cố gắng khắc chế điều gì đó. Triệu Huy Thành quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó dùng tay che miệng lại, đè lòng cười lớn. Nửa ngày cũng vẫn buồn cười. Cô gái này, cô ấy nghĩ cô đi để làm vợ xấu của anh sao? Xấu muốn chết. Khóe miệng anh tươi cười không ngừng được, không hiểu vì sao hình tượng trầm ổn bao nhiêu năm qua suýt nữa bị hủy vì cô. Chu Thiến thấy anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ không thèm nhìn cô, nghĩ chắc lại chọc giận anh nên thầm khinh bỉ trong lòng. Triệu Uy Thành hẹp hòi, cũng không để ý đến anh, ngược lại hỏi lái xe. Anh lái xe, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Một câu này lại làm mặt cho Triệu Hy Thành co giật. Bên tai anh là tiếng cô và lái xe tào lao. Anh Vương, anh lái xe giỏi thật, cảm giác cứ như là ngồi một chỗ vậy. Anh Vương đã kết hôn chưa? Ôi, không nhìn ra được anh đã có con lớn như thế đâu. Nhìn anh cũng trong chỉ khoảng tầm 30 thôi. Cái gì? 40 á? Thật nhìn không ra. Vợ của anh trông anh thế nào vậy? Mới đầu lái xe Vương còn nhìn sắc mặt Triệu Huy Thành qua gương chiếu hậu, sau thấy anh không có phản ứng gì thì dần dần lớn mật, cùng Chu Thiến tán gẫu đôi câu. Dù sao cũng đang lái xe, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Triệu Huy Thành nhìn ra cửa sổ, nhưng tâm trí lại hướng về Chu Thiến. Nghe giọng nói thanh thúy mà dịu dàng của cô, thỉnh thoảng cười nhẹ lại như chiếc lông chim khẽ cọ vào tim anh. Nụ cười anh càng lúc càng nhu hòa, trong lòng vô cùng an tĩnh. Triệu Huy Thành đột nhiên nghĩ, bao giờ thì cô có thể thoải mái nói chuyện phiếm với mình như vậy. Xe đến nơi, ngay cả trong nhà lái xe Vương có bao nhiêu cái tivi, Chu Thiến cũng biết. Bọn họ xuống xe, lúc này Chu Thiến mới biết bọn họ đến là khách sạn xa hoa nhất thành phố. Khách sạn này cô và Tiểu Mạt từng đi qua vô số lần, cũng từng cực kỳ hâm mộ nhìn những vị khách ăn mặc thời thượng qua lớp cửa kính thủy tinh đó mà chưa dám bước vào. Không ngờ lại cũng có ngày cô xinh đẹp ngẩng cao đầu bước vào. Lần khác cũng phải đưa Tiểu Mạt đến, sau đó ăn uống thỏa thích, thuê phòng hạng nhất mới không uổng phí lúc cô làm kẻ có tiền. Triệu Huy Thành khuỳnh tay ra đợi hồi lâu cũng không thấy cô vịn vào thì quay người nhìn. Thấy Chu Thiến đang gần người nhìn khách sạn thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Vì sao từ sau khi mất trí nhớ, cô như biến thành một người khác, phong phạm thục nữ khi xưa đâu, không còn nhớ à? Nhưng cô như thế này lại càng khiến anh thấy thú vị. Triệu Huy Thành đi tới, đem tay cô khoác vào tay mình rồi nói. Người ngốc cái gì? Ngốc cũng phải đi vào theo tôi. Người không biết thì cười gật đầu là được rồi. Triệu Huy Thành dường như có chút lo lắng, lại bỏ thêm một câu. Đây không phải là cái chợ, đừng có cười rồi nói loạn với người khác. Chu Thiến bĩu môi, khó chịu đáp lại. Biết rồi. Trong lòng lại nghĩ, không cho tôi nói chuyện thì muốn tôi đến làm gì? Làm bình hoa chắc. Bọn họ cùng nhau đi vào khách sạn. Đại sảnh khách sạn rộng lớn sang trọng, sàn đá cẩm thạch sáng ngời, đèn thủy tinh lớn như chuỗi ngọc lóng lánh. Bên cạnh là những bồn cảnh xanh nhân viên làm việc tới lui đều mặc đồng phục chỉnh tề. Chu Thiến đang nhìn đông nhìn tây, đột nhiên thấy tay tê dần. Ngẩng đầu nhìn thì thấy đôi mắt đẹp của Triệu Uy Thành đang lườm mình, cắn răng nói. Đừng có nhìn đông nhìn tây như nhà quê thế, mất mặt lắm. Giọng nói vô cùng nhỏ, Chu Thiến bị anh nói thì vội vàng cúi đầu. Ai ngờ Triệu Uy Thành đáng ghét kia lại nói, lần này giọng nói hình như có chút bất đắc dĩ. Cô cúi đầu làm cái gì? Trên đất có tiền à? Chu Thiến lại vội vã ngẩng đầu, vội nắm chặt tay áo của Triệu Huy Thành, bộ dáng như gặp kẻ thù lớn. Khóe mắt Triệu Huy Thành giật giật, đột nhiên có chút hối hận vì đã đưa cô đến. Anh dừng bước, khẽ vỗ vỗ lên tay cô, nhẹ giọng nói. Đừng khẩn trương. Thôi, cô cứ như bình thường thì được rồi. Mà Chu Thiến đau khổ. Tôi quay về là được. Cô là Chu Thiến, bình thường, chứ không phải là Tống Thiệu Lâm danh môn khuê tú. Cô chưa từng gặp qua trường hợp này, sao mà biết nên làm như thế nào. 10 vạn tệ đúng là không dễ kiếm. Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Huy Thành tức giận, anh không kiềm lòng được cao giọng. Giờ cô bảo tôi chạy đi đâu kiếm ra cô vợ đến để thay thế? Một câu khiến cho những người xung quanh chú ý. Không ít người quay lại nhìn anh, cũng không ít cô gái thấy anh tuấn tú thì liên tục quay đầu lại nhìn. Triệu Huy Thành chưa từng mất mặt như thế,
dù luôn bình tĩnh, tàn nhẫn, nhưng mặt cũng đỏ bừng lên. Chu Thiến nhìn vẻ quẫn bách của anh, trong lòng vô cùng vui mừng, không chút khách khí cười rộ lên. Triệu Huy Thành vừa quẫn vừa giận vừa hận, hung hăng nhìn chằm chằm cô. Thấy cô cười, mắt cong cong, hai má ửng hồng, trông vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Trong lòng như có gì kích thích, cả người bủn rủn, một cảm giác nói không thành lời dâng lên. Sắc mặt anh dần nhu hòa, anh nhìn cô, đáy mắt như có ngọn lửa mãnh liệt. Sau đó anh cũng cười lớn. Những người bên cạnh đều nhìn thấy một hình ảnh này: tuấn nam mỹ nữ, quần áo hoa mỹ, khí chất cao nhã. Bọn họ nhìn nhau cười, không khí chung quanh có vẻ ái muội của một đôi tình nhân, giống như bức tranh động lòng người, rất đẹp, rất ấm áp, khiến người khác vô cùng hâm mộ. Yến tiệc được tổ chức tại tầng 15. Vừa mới vào cửa lớn đã có rất nhiều người vây quanh, vẻ mặt tươi cười, tay bắt mặt mừng chào hỏi Triệu Huy Thành. Sếp Triệu, sau này xin được chiếu cố hơn. Sếp Triệu, về hợp đồng với công ty chúng tôi, xin anh dành chút thời gian để quan tâm. Nghe nói tiểu lượng của sếp tổng rất tốt, lúc nào có dịp tụ tập cùng nhau. Sếp Triệu. Chu Thiến dần dần bị đẩy lui khỏi người anh. Cô ở một bên lặng lặng nhìn. Lúc này Triệu Huy Thành đã khôi phục sự trầm ổn bình thường. Anh bình tĩnh bắt tay với từng người, thần sắc tự nhiên nói chuyện với từng người, đùa vui thoải mái. Trên người anh tản ra sự tự tin vô cùng, khí thế bừng bừng, khiến cho anh có một mị lực độc đáo. Dường như tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của anh, không gì có thể đánh bại được anh. Lại thêm bề ngoài chói mắt, càng khiến các cô gái ở đây như siêu như đổ. Ánh mắt của các cô đều tập trung ở trên người của Triệu Huy Thành, vẻ mặt của ai cũng như thất hồn lạc phách. Chu Thiến thầm nghĩ, lúc trước cô thấy anh ta có phải cũng là bộ dáng háo sắc này hay không? Thoạt nhìn thật giống con ngốc, yêu nghiệt này thật đúng là tai họa. Nhìn anh bận rộn không dành để ý đến mình, Chu Thiến liền chậm rãi tránh ra một bên. Giữa sân nhảy, âm nhạc du dương tràn ngập khắp căn phòng. Trong không khí có hương rượu nồng nàn, mọi người tụm năm tụm ba khe khẽ trò chuyện. Một bên có một bàn dài trải khăn trắng, trên bàn bày đủ loại đồ ăn ngon. Có những người phục vụ mặc đồng phục trắng bưng khay đi qua đi lại. Trên khay là những ly thủy tinh trong suốt, bên trong là những chất lỏng đủ các màu sắc. Bồi bàn đi đến bên cạnh cô học theo người khác, lấy ra một ly rượu màu sắc đặc biệt nhất. Cô uống một ngụm, không tệ, ngọt ngào, rất ngon. Lúc này Triệu Huy Thành đã phát hiện bên người không còn bóng dáng vợ của mình. Anh vừa trò chuyện với mọi người, vừa lẳng lặng tìm kiếm bóng dáng vợ mình. Rất nhanh chóng đã thấy cô cầm trong tay chén rượu, ánh mắt híp lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Triệu Huy Thành khẽ cười, cô gái này còn có thể tự đắc vui vẻ đến mức này cơ đấy. Không giống như trước kia luôn một mình ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt, nhìn đã muốn phát hỏa. Anh thấp giọng xin lỗi mọi người xung quanh rồi rời đi, đi về phía Chu Thiến. Sao lại chạy ra đây? Tôi còn chưa kịp giới thiệu cô với mọi người. Chu Thiến uống cạn chén rượu rồi mới nói. Bọn họ nhìn thấy anh như ruồi bọ thấy thịt mà bu lấy. Trong mắt làm gì có ai nhìn thấy tôi đâu. Sớm đã đẩy tôi qua một bên. Có người so sánh như cô sao? Ruồi bọ nhìn thấy thịt. Triệu Uy Thành đột nhiên cảm thấy trên người mình tản ra mùi hôi thối. Thấy cô lại lấy một chén rượu thì nói. Chưa ăn gì mà đã uống là không tốt. Đi ăn cái gì đi. Sau đó đặt lấy chén rượu trong tay cô. Chu Thiến đi về phía bàn, đột nhiên lại quay đầu nói. Anh cũng chưa ăn gì đúng không? Cùng đi đi. Chẳng qua là cô thuận miệng nói, dù sao danh nghĩa vợ chồng, lại còn là sếp của cô, quan tâm một chút chắc cũng được. Nhưng Triệu Uy Thành nghe được, lại thấy trong lòng ấm áp. Anh lặng lẽ đi đến bên cạnh cô, khẽ nói. Cũng được, vậy cô giúp tôi chọn đi. Chu Thiến nghe xong câu này, vụng trộm lườm anh. Thì ra anh ta mang mình đến chỉ là làm nha hoàn tùy thân. Thật đúng là đại thiếu gia. Ai bảo mình bắt người tay ngắn. Chu Thiến nhận lệnh đi đến bên bàn ăn, cầm lấy chiếc đĩa nhỏ chọn đồ ăn. Một lát sau, Triệu Huy Thành đen mặt. Cô đang nghiên cứu cấu tạo của nó sao? Lật tới lật lui, tùy tiện chọn là được rồi. Chu Thiến buông cái kẹp lớn, vẻ mặt tủi thân. Tôi đang xem loại thức ăn nào không có tỏi. Thật là phiền, còn không thể đưa lên mũi người. Triệu Huy Thành hơi hoảng lên, nhất thời nhớ tới những lời trước kia Hy Tuấn nói với mình.
Thật ra chị dâu cũng rất để ý đến anh. Ngay vừa nãy còn hỏi em về sở thích của anh. Tim của anh đột nhiên có cảm giác khó nói. Cảm giác xa lạ này đến bất ngờ, khiến anh thiếu chút nữa thì thất thố. Để che giấu cảm xúc, anh cầm lấy nhíp rồi nói: "Mọi người đều biết tôi dị ứng tỏi, nên chỉ cần yến tiệc có tôi tham dự thì sẽ không có tỏi." Chu Thiến ngừng động tác trong tay, nhìn anh, vẻ mặt lộ ra sự khó tin. Sau hồi lâu mới nói: "Tất cả mọi người đều nhân nhượng anh đúng là sung sướng." Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng bọn họ nhân nhượng anh là gì, chẳng qua là muốn đạt được lợi ích từ anh mà thôi. Anh nhìn về phía cô đang cúi đầu chọn đồ ăn, đường cong xinh đẹp hiện lên. Dường như chỉ có cô chưa bao giờ muốn đạt được điều gì từ anh, mà cô ấy lại là vợ anh. Anh dường như chưa bao giờ thực sự hiểu biết cô. Anh đã bỏ lỡ chuyện gì ngay tại thời khắc này? Không biết có gì sai khiến, hoặc là anh bị ma xui quỷ khiến, anh đột nhiên nói với cô: "Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa." Chu Thiến sửng sốt. Có lẽ người bên cạnh nói chuyện quá lớn ảnh hưởng đến tai cô. Anh ta sao có thể nói với cô những lời này? Chẳng phải anh ta luôn chẳng coi Tống Thiệu Lâm ra gì? Cô đứng thẳng dậy nhìn anh, hai mắt trong suốt tràn đầy sự kinh ngạc. "Anh nói cái gì?" Triệu Huy Thành nhìn cô, hai mắt tản ra ánh sáng trong suốt. Anh đến gần cô, đang định nói gì thì cửa lớn đột nhiên ồn ào. Mày rậm của Triệu Huy Thành khẽ nhăn, anh quay đầu nhìn về phía cửa nói: "Thì ra là sếp Kiều của Hoa Thái đến. Khó trách náo nhiệt như thế. Chúng ta đi trước một chút đi." Anh buông kẹp trong tay, tự nhiên ôm eo cô rồi khẽ nói vào tai cô: "Chuyện vừa rồi về nhà rồi nói." Anh nhìn cô mỉm cười. Chu Thiến hơi rung động người, tim đập mạnh, cảm giác khó mà nói thành lời. Cô mờ mịt đi theo anh, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời anh vừa mới nói. Anh ta nói bắt đầu một lần nữa, cô nên làm gì bây giờ? Nếu cô từ chối anh có phải là bất công với Tống Thiệu Lâm? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất cải thiện cuộc sống hôn nhân bất hạnh của cô ấy. Có lẽ cô ấy thực sự cần cơ hội này. Nhưng bảo cô đồng ý, cô lại không làm được. Ai? Tống Thiệu Lâm? Sao cô mãi chưa tỉnh lại? Chuyện của mình thì phải tự mình giải quyết chứ. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, Triệu Huy Thành dừng bước, chỉ nghe thấy anh và đối phương bắt tay, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói: "Sếp Kiều, lần đầu gặp mặt, hân hạnh." Bên cạnh có người nhiệt tình giới thiệu, Triệu Huy Thành còn nói: "Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi, Tống Thiệu Lâm." Lúc này, Chu Thiến ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau đó cô như bị sét đánh, đứng ngây người, hai mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đối diện, mắt như nhòe đi, thời gian như ngưng động lại. Đã hàng vạn lần Chu Thiến nghĩ đến cảnh gặp lại Tần Tranh sẽ là tình huống như thế nào, nhưng dù có nghĩ nát óc, cô cũng không thể ngờ được lại có tình cảnh như bây giờ. Cô có một thân phận khác, bị một người đàn ông khác giới thiệu với anh rằng mình là vợ của anh ta. Giờ trong đầu cô hỗn độn, đủ các loại cảm xúc, vui mừng, ngọt ngào, chua xót. Cuối cùng tất cả hóa thành trống rỗng, chỉ có tiếng gào thét trong lòng cô. "Anh Tần Tranh, anh Tần Tranh." Cô muốn gọi, nhưng lại chẳng có cách nào nói thành lời. Cô si ngốc nhìn anh, Tần Tranh đã không còn vẻ ngây ngô của một thiếu niên ngày nào, thay vào đó là mịn lực thành thục của đàn ông. Cả người mặc âu phục xám đắt tiền, khiến dáng người càng thêm cao lớn, vừa cao nhã lại vừa tự phụ. Ngũ quan tuấn tú, anh khí ngời ngời như trước kia, nhưng lại thêm nét tang thương. "Anh Tần Tranh, nhiều năm qua anh ở đâu? Vì sao anh không xuất hiện sớm một chút? Giờ gặp lại anh, cô cũng chỉ là một người xa lạ." Nước mắt Chu Thiến thiếu chút nữa tràn mi, tim đau đớn. Cùng lúc đó, vẻ mặt đối phương cũng tràn ngập khiếp sợ. Anh nhìn cô, hai mắt ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt. Thật lâu sau mới khống chế được cảm xúc của mình, anh vươn tay về phía cô, cố gắng áp chế sự chấn động trong lòng rồi nói: "Tôi là Kiều Tranh." "Kiều Tranh?" Chu Thiến đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu ra. Nhất định là cha mẹ ly hôn, anh theo mẹ chuyển đến thành phố này rồi sửa theo họ mẹ. Nhưng cái tên này hình như quen quen. Nhưng lúc này cô cũng chẳng có tâm tình mà nghĩ. Cô nhìn bàn tay anh vươn ra, bàn tay thon dài, khớp xương cân xứng. Bàn tay đó đã vô số lần nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, mang đến sự ấm áp vô cùng cho cô. Khoảng thời gian xa cách,
Cô đã vô số lần mơ được nắm bàn tay ấm áp của anh, nhưng hôm nay bàn tay chờ đợi đã lâu vươn tới trước mặt, nhưng cô lại không có dũng khí để nắm lấy nó. Cô sợ mình sẽ mất khống chế, sẽ khóc lớn trong vòng tay của anh. Giống như trước đây, mỗi lần bị tủi thân, cô sẽ vùi mặt trong bàn tay anh, lặng lẽ khóc. Vì thế không khí trở nên có chút gượng gạo. Triệu Huy Thành thấy cô vừa gặp Triều Tranh thì mặt trắng bệch. Đã thấy lạ, lại thấy Kiều Tranh cũng thất thố thì càng ngạc nhiên. Sau đó nghe anh ta tự giới thiệu là Kiều Tranh, hai chữ này như ánh sáng lóe ra trong đêm đen, nhất thời anh hiểu ra. Tim anh trùng xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh sáng lóe ra khi nhìn bọn họ lại khiến cho người khác hoảng sợ. Thì ra là người yêu cũ gặp nhau. Sớm đã nghe Văn Phương nói trong lòng cô có người đàn ông khác là Kiều Tranh. Trước kia anh cũng không để ý, cũng mặc kệ. Nhưng người con gái này là vợ của anh, sao anh để cô ấy lộ vẻ si mê với người đàn ông khác được? Không đúng, Thiệu Lâm không phải đã mất trí nhớ rồi sao? Cô sao còn có thể nhớ được Kiều Tranh? Chẳng lẽ cô vốn không bị mất trí nhớ? Từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch. Trong lòng anh càng lúc càng sinh nghi, nhưng lúc này không phải là lúc chất vấn cô. Hơn nữa Kiều Tranh trước mặt cũng có giá trị lợi dụng, không thể trở mặt ngay được. Lập tức anh bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười nói: "Sếp Kiều, vị bên cạnh này là vợ anh." Lúc này Chu Thiến mới để ý đến bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp, thời thượng. Cô gái này khoảng hơn 20 tuổi, mặc lễ phục màu đỏ như lửa, lộ ra đường cong duyên dáng và lưng trần gợi cảm, cùng vùng ngực như ẩn như hiện, mi cong thanh tú, mắt to long lanh, khóe mắt hơi nhướng, lộ ra vẻ cao ngạo, môi đỏ mọng, khóe miệng cười vừa xa cách lại vừa cao nhã. Tim Chu Thiến đột nhiên thắt lại. Cô gái này thực sự là vợ của Tần Tranh sao? Tần Tranh đã kết hôn. Môi cô tái nhợt, vẻ mặt thê lương. Triệu Huy Thành thấy cô như vậy thì trong lòng giận dữ, vẻ mặt cứng ngắc lại. Lại nghe Kiều Tranh nhẹ giọng nói: "Vị này là Thượng quan Nhược Tuyết, Thượng quan tiểu thư." Những lời này là nhìn Chu Thiến mà nói. Ngay cả Thượng quan Nhược Tuyết cũng mất tự nhiên. Thượng quan tiểu thư. Chu Thiến âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn may chỉ là thượng quan tiểu thư, nhưng cho dù anh chưa kết hôn thì với thân phận này của cô thì có thể làm gì. Cô đau khổ nhìn về phía Kiều Tranh, nhưng lại chạm ngay ánh mắt của anh. Ánh mắt anh sâu như đầm nước không thấy đáy, bên trong dường như có những đợt sóng ngầm dữ dội. Trong lòng Chu Thiến bỗng nhiên dâng lên cảm giác khác thường. Cô cảm thấy dường như anh biết mình. Nhưng anh sao lại biết linh hồn cô trú ngụ trong cơ thể này? Chẳng lẽ là anh biết Tống Thiệu Lâm? Triệu Huy Thành lại trầm nói: "Thì ra là thiên kim tiểu thư của ông chủ thượng quan. Rất vui được quen biết." Thượng quan Nhược Tuyết dường như cũng bị nụ cười của Triệu Huy Thành mê hoặc. Cô hơi sửng sốt rồi vươn tay ra bắt tay anh. Còn Chu Thiến và Kiều Tranh lặng lặng nhìn nhau, mỗi người có tâm sự riêng. Không lâu sau lại có một đám người đến chào hỏi Kiều Tranh. Triệu Huy Thành nhân cơ hội kéo Chu Thiến đang tâm thần hoảng hốt ra ngoài. Tay anh như kìm sắt, gắt gao nắm lấy tay cô, kéo cô đến một góc sáng không người, rồi vung tay cô ra. Chu Thiến bị anh làm cho lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống, cánh tay đau đớn vô cùng. Nhìn lại thấy bàn tay bị anh nắm đến tím bầm thì tức giận nói: "Anh làm cái gì?" Triệu Huy Thành nhìn cô cười lạnh: "Sao? Hoàn hồn rồi. Nhìn thấy người yêu cũ kích động đến như thế sao? Đừng có quên, giờ cô là vợ của tôi." Người yêu cũ? Chu Thiến ngây người, cô nhìn Triệu Huy Thành không chớp mắt, nhất thời không thể tiêu hóa những lời này. Trong mắt Triệu Huy Thành là sự khinh miệt, trào phúng. "Sao? Cô còn định giả bộ? Cô còn định giả vờ đến lúc nào? Khả năng diễn xuất của cô thực sự không thể. Ai cũng tin cô, nhưng cuối cùng thì tình cảm của cô đã bán đứng cô." Anh nói đến đây, trong lòng đột nhiên dâng lên sự đau đớn. Cảm giác đau đớn xa lạ lại khiến anh vốn luôn bình tĩnh, âm ngoan, giờ trở nên kích động. Từ nhỏ cha anh đã dạy, muốn lăn lộn trên thương trường thì phải có trái tim sắt đá, lạnh lùng. Ngoài lợi ích thì chẳng có cái gì có thể tồn tại, nếu không sẽ có nhược điểm, bị người khác nắm bắt. Cho nên anh rất thành công khi trở thành người máu lạnh, vô tình. Cô gái này chẳng qua là người vợ anh lấy vì lợi ích,
Lấy về cũng chỉ để trang trí. Từ bao giờ trong lòng anh đã bị ảnh hưởng vì cô? Không, không thể nào. Cái này chẳng qua là anh có chút hứng thú với cô mà thôi, giống như hứng thú với những người đàn bà khác. Loại hứng thú này chẳng được bao lâu, anh vẫn sẽ mãi là Triệu Huy Thành không có nhược điểm. Anh thở sâu, nhìn Chu Thiến vẫn đang ngây ngốc, ánh mắt sắc như dao. Cô giả mất trí nhớ là vì mục đích gì? Anh chậm rãi tới gần cô, trên người tản ra hơi thở lạnh thấu xương, khiến cả người cô lạnh run. Chu Thiến không biết nên giải thích chuyện này như thế nào, hoảng đến độ trên lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô rất sợ anh. Trước khi rời khỏi cơ thể này, cô thực sự không muốn chọc giận anh. Nhưng giờ nên giải thích như thế nào? Đang lúc mấu chốt, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Triệu Huy Thành nghe tiếng thì dừng bước, xanh mặt quay đầu đi, nhìn về phía người đi tới, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Người tới là một người đàn ông xa lạ, vừa đi vừa lấy trong túi ra một bao thuốc lá, xem ra là kẻ nghiện thuốc lá, định ra đây hút. Vừa quay đầu thấy Triệu Huy Thành đã bị ánh mắt của anh làm cho ngây người, sống lưng lạnh toát, anh ta sượng sùng nói. À, sếp Triệu, xin lỗi đã quấy rầy rồi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi chỗ khác. Rồi anh ta khoát tay, xoay người bước đi. Anh ta đi rồi, Triệu Huy Thành ý thức được hiện tại thực sự không phải là lúc ép hỏi. Anh áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Chu Thiến rồi nói. Chuyện này đợi về nhà rồi nói. Tôi muốn xem lần này cô diễn như thế nào cho hết vở kịch. Triệu Huy Thành sửa lại quần áo rồi xoay người bước đi. Đi được vài bước lại quay đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn. Còn đứng đó làm cái gì? Còn không mau đi ra ngoài. Chu Thiến thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nhưng lúc về đến nhà nên ứng phó như thế nào? Ai, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, cùng lắm thì liều mạng với anh ta, huống chi cô cũng đã có vũ khí bí mật. Sau khi đi vào, vẻ âm trầm tàn nhẫn của Triệu Huy Thành biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường nhật. Sự biến hóa sắc mặt cực nhanh khiến Chu Thiến không khỏi bái phục. Chu Thiến thầm oán, trong con người này không biết là giấu bao nhiêu cái mặt nạ, đúng là gian thương. Lúc này, gian thương cầm chén rượu qua kẽ tay, thần sắc tự nhiên đi đến trước mặt Kiều Tranh, khẽ nói gì đó với anh. Không khí vô cùng hài hòa, dường như người đàn ông trước mặt này chính là tri kỷ của Triệu Huy Thành, chứ không phải là tình địch mà anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Thiến lại cười ngất một phen, bội phục Triệu Huy Thành sát đất. Chu Thiến không đi đến cùng, cô đi đến một góc tối mà khó người phát hiện, sau đó chăm chú nhìn Kiều Tranh. Nhìn anh, trong lòng Chu Thiến có cảm giác chua xót vô cùng. Tần Tranh. Không, giờ hẳn là phải gọi anh ấy là Kiều Tranh. Anh ấy thực sự là người yêu của Tống Thiệu Lâm sao? Anh ấy và Tống Thiệu Lâm đã có kỷ niệm gì? Vì sao bọn họ lại chia tay? Vì sao Tống Thiệu Lâm lại lấy Triệu Huy Thành? Anh ấy yêu Tống Thiệu Lâm ư? Rất yêu sao? Anh đã quên Chu Thiến rồi sao? Người em gái nhỏ từng coi anh ấy là tất cả, những lời cô từng nói với anh đã quên rồi sao? Trong lòng Chu Thiến chua chát vô cùng. Cô nhớ rõ đoạn thời gian mẹ mới qua đời, cha thường xuyên uống say, sau đó cãi lộn, đập phá. Cô không dám bước đến cản cha, chỉ có thể cuộn mình ở trong góc, mở to mắt sợ hãi nhìn mọi thứ, tay nhỏ gắt gao bịt miệng, không dám khóc. Anh Kiều Tranh nghe tiếng chạy đến, bế cô đang run rẩy ra khỏi nhà, bế cô về nhà mình. Anh cầm tay cô, nhẹ giọng nói. Rất sợ hãi à? Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mày dài của anh giãn ra, ánh mắt anh thâm thúy mà sáng ngời. Khi đó, cô đã coi anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất trên thế giới này. Cô gật đầu, sau đó nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh rất dịu dàng lau khô nước mắt cho cô rồi nói. Đói chưa? Ăn cơm chưa? Cô chưa ăn cơm, cha thường xuyên quên nấu cơm nên cô lắc đầu. Anh thở dài. Em có đói không? Anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, em ăn đi cho đỡ đói. Cô nóng nảy lắc rồi lại gật đầu. Anh nhìn cô, trong mắt là sự dịu dàng và thương tiếc. Em gật rồi lại lắc. Bảo anh nên hiểu như thế nào? Thiên Thiến, nói chuyện đi. Nếu như không nói chuyện thì sẽ quên mất nói như thế nào đấy. Đúng thế, từ sau khi mẹ mất, suốt một tháng cô cũng không nói chuyện. Cha cô chỉ lo cho bản thân đau lòng mà không có thời gian để ý đến cô. Không có ai phát hiện chuyện này, cũng không có ai quan tâm cô có đau lòng hay không, ngoại trừ anh.
Cô vừa nín thì nước mắt lại rơi xuống. Thì ra vẫn có người quan tâm đến cô. Dưới ánh mắt mong chờ của anh, cuối cùng cô lắp bắp nói: "Em đói, em sợ, mẹ đã mất, Thiến Thiến không có mẹ nữa." Cô vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi khóc òa. Sau đó, cô chợt nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, sau này Thiến Thiến còn có anh." Anh mãi mãi không biết, chỉ câu nói nhẹ nhàng đó của anh đã mang đến cho cuộc sống sau này của cô sự hy vọng và an ủi vô cùng. Khi cô vất vả, đau lòng nhất, cô tự nhủ với bản thân mình rằng không có chuyện gì cả, mình còn có anh. Như vậy mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng. "Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy?" Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh Chu Thiến, cắt ngang hồi ức của cô. Chu Thiến nhìn lại, váy đỏ da trắng, mắt phượng đang nhíu. Chẳng phải chính là thượng quan Nhược Tuyết, lạnh lùng xinh đẹp đi cùng với Kiều Tranh sao? Chu Thiến lễ phép cười với cô: "Không có gì, chỉ là nhàm chán thôi." Thượng quan Nhược Tuyết gật gật: "Không sai, tiệc rượu này thực sự rất nhàm chán, tôi cũng ngấy, nhưng mà đám đàn ông đều thích. Bọn họ có thể có được thứ mình muốn nhờ nó." Cô nhìn về phía Triệu Huy Thành và Kiều Tranh rồi nói: "Bọn họ là hai người đàn ông xuất sắc nhất ở đây, trong đó một người là chồng cô. Thực sự chúc mừng." Cô quay đầu nhìn Chu Thiến, khóe miệng khẽ cười, ý cười không đến mắt bởi mắt cô luôn lạnh lùng, giọng nói cũng như băng tuyết: "Cho nên sau này xin cô đừng đến gần Kiều Tranh nữa." Chu Thiến ngừng cười, tim như bị kim đâm. "Lời này của thượng quan tiểu thư là có ý gì?" Thượng quan Nhược Tuyết nghe được bốn chữ thượng quan tiểu thư thì mặt cứng đờ, sau đó trầm giọng nói: "Tống Thiệu Lâm, tôi biết cô. Cô chiếm trái tim của Kiều Tranh suốt 6 năm. Cô không thể tưởng tượng lúc mới sang Mỹ anh ấy đã đau khổ như thế nào đâu. Giờ vất vả lắm anh ấy mới quyết định dứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Cô đừng có làm nhiễu loạn anh ấy nữa." Chu Thiến càng nghe càng không hiểu, chỉ khẽ nói: "Anh ấy đi Mỹ. Khó trách không thể tìm được anh, khó trách chẳng có tin gì của anh." "Tống Thiệu Lâm, cô giả hồ đồ cái gì? Trước chẳng phải là vì cô đá anh ấy cho nên anh ấy mới đi Mỹ sao?" "Cũng khó trách, Kiều Tranh không có tiền, có quyền như thái tử của tập đoàn Triệu Thị. Cô đã chọn rồi thì đừng có như mất hồn mất vía ở trước mặt anh ấy như thế. Làm người thì đừng có quá ti tiện." Ánh mắt thượng quan Nhược Tuyết nhìn cô tràn ngập sự chán ghét và khinh thường. Nhìn sắc mặt cô càng lúc càng trắng thì mới vinh mặt bỏ đi. Trong lòng Chu Thiến đau đớn không thôi. Tuy rằng cô không rõ những gì Kiều Tranh và Tống Thiệu Lâm đã trải qua, nhưng có một số việc cô có thể hiểu được. Kiều Tranh rất yêu Tống Thiệu Lâm, hơn nữa đến giờ cũng chưa hề quên. Chuyện này như cơn sóng nhấn chìm Chu Thiến, sắc mặt cô trắng bệch, cảm giác không thể thở nổi. Lúc gần đi, Chu Thiến lại chạm mặt Kiều Tranh một lần. Lúc ấy, Triệu Hy Thành đang bắt tay chào tạm biệt Kiều Tranh. Anh nói: "Kiều Tổng xin hãy nghĩ về lời đề nghị khi nãy của tôi. Chuyện này rất có lợi với cả hai chúng ta." Kiều Tranh mỉm cười, nho nhã mà lại khiêm tốn: "Tôi nhất định sẽ suy nghĩ thận trọng. Xếp Triệu đi từ từ." Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ dồn vào câu nói nhẹ nhàng: "Triệu phu nhân, đi thong thả." Chu Thiến chưa từng thấy ánh mắt này của anh, dường như có áp lực, vô cùng yêu thương, chân tình sâu sắc và sự bất đắc dĩ vô cùng. Cô không khỏi ngây người, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mà nói không thành lời. Đột nhiên, Triệu Huy Thành ôm thắt lưng cô, tay căng thẳng rồi hung hăng bấm eo cô. Chu Thiến đau đến thiếu chút nữa kêu lớn, nhưng lập tức cũng tỉnh táo lại. Cô phẫn nộ nhìn về phía Triệu Huy Thành, chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Huy Thành thoải mái nói với Kiều Tranh và Thượng quan Nhược Tuyết: "Vợ tôi hôm qua ngủ không ngon, cho nên tinh thần có chút bất an, thật ngại quá." Nghe xong lời này, sắc mặt của Kiều Tranh trắng bệch, mà ánh mắt của Thượng quan Nhược Tuyết nhìn cô sắc như đao. Chu Thiến càng tức giận, anh ta cố ý làm cho Kiều Tranh hiểu lầm. Triệu Huy Thành nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, trong lòng cười lạnh, rồi quay đầu nhìn Chu Thiến, giọng dịu dàng: "Còn không mau nói lời từ biệt với sếp Kiều." Nhưng Chu Thiến không có cách nào bỏ qua hàn băng trong ánh mắt thâm trầm của Triệu Huy Thành. Điều này khiến trong nháy mắt, máu cô đông cứng lại. Nguy rồi, cô quá sơ suất. Giờ cô là vợ của Triệu Huy Thành, anh ta là người bá đạo như vậy,
Sao có thể cho phép vợ mình thất thố khi gặp lại tình nhân cũ như vậy? Kẻ trời sinh tàn nhẫn như anh ta sẽ làm gì với cô đây? Vừa nghĩ đến đó, Chu Thiến cảm thấy như ngã vào hầm băng, lạnh thấu xương, mặt tái mét. Cô nhìn về phía Kiều Tranh, lúc này trong mắt Kiều Tranh đầy sự thân thiết. Cô vừa chạm đến ánh mắt đó, tim đã đau đớn, chỉ đành cúi đầu, giọng như mũi kêu. Tạm biệt. Sau đó bị Triệu Huy Thành đưa đi. Bọn họ đi rồi, Kiều Tranh vẫn đứng ở đó nhìn bóng dáng của cô, hồi lâu không động đậy, không ngờ vừa về nước đã gặp lại cô. Kiều Tranh, Thượng quan Nhược Tuyết khẽ gọi anh, vẻ mặt u buồn. Anh đã nói là đã quên cô ấy, muốn bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ đứng ở ngoài hành lang, lúc này khách khứa đã vãn, chỉ còn mấy nhân viên đang dọn dẹp, cho nên giọng nói của cô vang lên trong đại sảnh vô cùng rõ ràng đến độ Kiều Tranh không thể bỏ qua nó, bên tai lại như nghe được giọng nói dịu dàng kia. Kiều Tranh, em thích anh. Anh có thích em không? Kiều Tranh, chỉ vì em là con gái nhà giàu nên anh không dám yêu em sao? Anh là kẻ nhu nhược. Kiều Tranh, gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em. Kiều Tranh, cho dù cả thế giới phản đối chúng ta ở bên nhau thì em cũng sẽ không rời bỏ anh. Kiều Tranh, chia tay đi, chúng ta không hợp. Tim Kiều Tranh như có con dao chậm chậm cứa qua, đau thấu xương. Anh cười thảm. Thì ra có một số việc không hề dễ như anh vẫn nghĩ. Sắc mặt Thượng quan Nhược Tuyết tái nhợt. Nhiều năm như vậy em vẫn luôn ở bên anh, em vẫn chờ, vẫn chờ, vất vả lắm mới có hy vọng. Kết quả là trong mắt anh vẫn chẳng có em. Trong giọng nói của cô có nỗi đau khôn cùng, trong mắt Kiều Tranh là sự áy náy. Nhược Tuyết, xin lỗi, là anh không tốt. Rời khỏi anh, đi khắp nơi, em sẽ phát hiện ra rằng thì ra Kiều Tranh cũng chẳng là gì. Mấy năm qua căn bản không đáng. Không, Kiều Tranh, em sẽ không buông tay. Giờ cô ấy đã kết hôn rồi, hai người đã không còn có khả năng. Cuối cùng sẽ có ngày anh phát hiện ra thì ra Tống Thiệu Lâm cũng chẳng là gì. Mấy năm qua căn bản là không đáng. Lúc Chu Thiến và Triệu Huy Thành rời đi thì đã khuya, trăng tròn vằng vặc giữa đêm đen vô cùng sáng rỡ. Lái xe đã đứng ở cửa khách sạn chờ bọn họ. Dọc đường đi, mặt Triệu Huy Thành xanh mét. Trong xe là không khí yên tĩnh đáng sợ, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Chu Thiến không dám trêu chọc anh. Cô nhìn cảnh vật chạy lùi về phía sau, trong đầu nhớ lại ánh mắt Kiều Tranh nhìn mình. Chu Thiến rất hiểu là anh ấy nhìn Tống Thiệu Lâm. Sự ưu thương và chân tình cũng là cho Tống Thiệu Lâm. Trong lòng cô chua chát. Anh Kiều Tranh chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó. Ánh mắt anh nhìn Chu Thiến chỉ có sự thương tiếc và thân thiết. Trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ đáng thương. Chu Thiến khẽ thở dài. Lại nghe Triệu Huy Thành bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Bên trong xe, độ ấm lại giảm xuống vài phần. Lái xe Vương nghiêm túc lái xe, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Sau khi về nhà, dường như là Triệu Huy Thành lôi Chu Thiến lên lầu. Lúc này Triệu phu nhân đã ngủ, Triệu lão gia ở trong thư phòng. Hy Tuấn buổi tối chẳng biết đi đâu, mà đám người hầu đều sợ cậu chủ nên không ai có thể cứu cô. Mà Chu Thiến trắng bệch, cô dãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng tay anh như kìm sắt nắm chặt cổ tay cô, đau đớn vô cùng, đau đến độ khiến cô rơi nước mắt. Bọn họ vào phòng, Triệu Uy Thành đẩy cô xuống rồi xoay người khóa cửa lại. Chu Thiến bị anh ta đá xuống đất, may mà thảm dày, nhưng dù như thế nào lưng và mông vẫn rất đau. Đến lúc này Chu Thiến cũng bốc hỏa. Vì sao anh không thể nói chuyện bình thường? Dù gì cũng là đàn ông, động một tí lại động tay động chân với vợ. Vợ sao? Triệu Uy Thành cười lạnh, mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ. Thì ra cô còn biết cô là vợ của tôi à? Vậy thì lúc cô và anh ta mắt qua mày lại với nhau, cô có nhớ cô là vợ của Triệu Huy Thành? Tôi chẳng cùng ai mắt qua mày lại. Triệu Huy Thành đi đến bên cô, nắm lấy cằm cô, khiến cô không thể không ngừng đầu nhìn thẳng vào anh. Trán của Chu Thiến toát mồ hôi vì đau. Triệu Huy Thành không hề thương tiếc, anh trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra sự ngoan lệ. Căn bản cô không hề mất đi trí nhớ. Giờ thì cô nói cho tôi biết, cô giả vờ mất trí nhớ là có mục đích gì? Chu Thiến chỉ cảm thấy ngực như có ngọn lửa bốc thẳng lên. Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Chỉ vì thân thể này là của vợ anh ta sao? Đúng là một kẻ biến thái. Chu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn, trong mắt đầy sự căm hận và khinh thường.
Cô lạnh lùng nói. Chẳng phải anh ỷ vào mình là đàn ông sao? Chẳng phải anh ỷ vào sức khỏe hơn tôi sao? Anh kiêu ngạo cái gì? Buông tay, buông tay. Triệu Huy Thành giật mình, ánh mắt của cô làm tim anh trầm xuống. Vì sao? Với một lái xe cô cũng có thể cười nói vui vẻ, với gã kia thì dịu dàng tình cảm, và với người chồng như anh thì lại chẳng nói được một câu dễ nghe. Anh cảm thấy tim mình như một bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đớn. Anh buông tay ra, mặt cô bị anh bóp có vết xanh tím, trên da rẻ trắng như tuyết trông vô cùng đáng sợ. Trong lòng anh dâng lên cảm giác thương xót, hình như ra tay quá nặng. Anh vươn tay định đỡ cô dậy, nhưng Chu Thiến lại hiểu lầm là anh định ra tay. Cô dùng sức gạt tay anh ra, ánh mắt càng thêm phẫn hận. Mắt Triệu Y Thành nheo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sao? Người tình cũ đã trở lại. Có núi dựa vào thì bắt đầu cứng đầu. Chu Thiến đứng dậy, cô cố gắng nhịn đau, lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Triệu Huy Thành, hai mắt như hai viên bảo thạch lóe sáng kinh người, hai má vì phẫn nộ mà ửng hồng. Lúc này cô có thần thái xinh đẹp khiến người ta mê hồn đoạt phách. Cơn tức giận của Triệu Huy Thành lập tức bị dập tắt một nửa. Tôi nói lần cuối, tôi không giả vờ mất trí nhớ. Tôi căn bản không biết quan hệ của mình với Kiều Tranh. Nếu như cô không nhớ anh ta thì vì sao lại như mất hồn lạc phách như thế? Tống Thiệu Lâm, cô cho tôi là thằng ngốc à? Chu Thiến nhất thời nghẹn họng, cái này thật khó giải thích. Triệu Huy Thành cười lạnh. Diễn đi. Sao không diễn tiếp? Chu Thiến ngồi xuống giường, hồi lâu sau mới nói. Tin này không thì tùy anh, tôi không muốn giải thích. Tống Thiệu Lâm, tôi mặc kệ cô mất trí nhớ thật hay là mất trí nhớ giả, về sau không cho phép cô gặp anh ta. Cô là đàn bà của tôi, điều này cô phải nhớ cho kỹ. Anh hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú đầy tà khí và âm ngoan. Cô cũng biết tính của tôi rồi đấy. Chọc giận tôi thì không chỉ có cô, ngay cả Kiều Tranh. Triệu Uy Thành liên tục cười lạnh, lời này vô cùng kích thích Chu Thiến. Đầu cô như có sấm nổ, bật thốt. Không được làm tổn thương anh ấy. Triệu Y Thành đột nhiên dừng lại, anh chỉ gắt gao nhìn cô. Đôi mắt tối đen như hang động sâu đáng sợ, có thể nuốt trôi vạn vật. Sau đó anh đột nhiên vươn tới, đẩy cô xuống giường, chân thon dài gắt gao chặn cô lại. Sau đó hung hăng hôn cô. Nụ hôn này thô bạo, dã man, như muốn phá hủy điều gì đó, lại như muốn cướp lấy cái gì. Có sự phẫn nộ vô cùng và cả sự đau đớn vô cùng. Môi Chu Thiến bị anh cắn xin đau, cô tức giận đến run người, hai tay ra sức nắm tóc Triệu Huy Thành, sức lớn đến giật tung một nắm tóc. Triệu Huy Thành ngẩng đầu, trong mắt là sự phẫn nộ và thô bạo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả sự đau đớn nữa. Nhưng Chu Thiến cũng không phát hiện những điều đó. Lúc này trong lòng cô chỉ có sự chán ghét và oán hận. Ánh mắt nhìn anh như nhìn thứ ghê tởm nhất trên đời. Cô nghiến răng nghiến lợi rồi nói. Buông. Đừng đem thân thể dơ bẩn của anh chạm vào tôi. Vẻ đau đớn trong mắt của Triệu Huy Thành càng đậm. Cô sớm biết anh ta sẽ về nước rồi, vẫn không cho tôi chạm vào là thủ thân vì anh ta. Triệu Huy Thành, anh đừng có vô sỉ như vậy. Đừng có dùng đầu óc dơ bẩn của anh mà nghĩ người khác cũng như anh. Anh gian díu cùng với bạn thân của tôi, với hôn nhân anh không hề có một chút quan niệm đạo đức nào. Anh nghĩ là ai cũng hạ lưu như anh. Cầm miệng. Triệu Huy Thành hét lớn. Sau đó hai tay gắt gao bóp cổ cô, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Cho tới nay tôi luôn thông cảm cô mất trí nhớ, mà sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ nên kháng cự tôi. Tôi vẫn nghĩ nên cho cô chút thời gian nên không hề ép buộc cô. Nhưng mà tôi sai rồi. Cô chính là loại đàn bà không có tim. Hôm nay tôi sẽ để cho cô làm đàn bà của tôi. Tôi phải bắt buộc cô hiểu được, cô vĩnh viễn là đàn bà của Triệu Huy Thành, cả đời này cũng đừng hòng trốn thoát. Chu Thiến bị anh ta bóp cổ không thở được, trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng. Lúc này trong lòng cô không hề sợ hãi, thậm chí cô còn nghĩ cũng tốt, cứ bóp chết cô đi, như vậy linh hồn cô được tự do, trở về thân thể của mình, có thể chính đại quang minh xuất hiện trước mặt Kiều Tranh. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, ngay lúc cô sắp ngất thì Triệu Huy Thành đột nhiên buông tay. Cổ họng Chu Thiến nới lỏng, lập tức ho sặc sụa, ho đến không thở được, cả người cuộn tròn lại. Triệu Huy Thành đứng thẳng dậy, bắt đầu cởi quần áo, động tác vô cùng thô bạo.
Đến chỗ cúc áo khó cởi thì kéo thẳng, nhất thời cúc áo bị giật đứt văng tung tóe. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt có sự điên cuồng, có lửa giận như muốn thiêu đốt mọi thứ. Chu Thiến nằm trên giường thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn chăm chú những động tác của anh, trong mắt đầy sự thù hận, coi thường. Triệu Huy Thành, tôi chỉ là vợ của anh, chứ không phải là nô lệ của anh. Không phải anh muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được. Anh có tôn trọng tôi một chút nào không? Cô vừa nói vừa chậm rãi lùi về phía sau. Triệu Huy Thành nhanh chóng cởi sạch áo, lộ ra cơ bắp săn chắc dưới ánh đèn, làn da nâu sáng bóng đầy gợi cảm. Triệu Huy Thành cúi người, hai tay chống hai bên cô, nhốt cô vào giữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm u. Tôn trọng cô. Nhìn cô và người yêu cũ liếc mắt đưa tình mà thờ ơ, thì chính là tôn trọng cô à? Cô coi Triệu Huy Thành tôi là cái gì? Tống Thiệu Lâm. Cô chấp nhận số mệnh đi. Dù có chết thì cô cũng là vợ của Triệu Huy Thành tôi. Giờ thì cô nên thực hiện chức trách của một người vợ đi. Anh dùng sức kéo lễ phục của cô, xoạc một tiếng, bộ vòng một của cô hiện ra trước mặt anh. Hai điểm hồng trước ngực nổi bật lên làn da trắng như tuyết, tựa như hai đóa hoa hồng mảnh mai. Hơi thở của Triệu Uy Thành lập tức trở nên dồn dập. Yết hầu anh nuốt mạnh, dưới bụng như có lửa đốt. Anh cúi đầu điên cuồng, cấp tốc chuyển lên phía trên, động tác thô bạo. Triệu Uy Thành chỉ thấy trong lòng như có lửa cháy bừng bừng, chỉ muốn phát tiết ra. Đây là đàn bà của anh, cô vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh. Ở đây và cả ở đây nữa đều là của anh. Nụ hôn của anh rơi nhanh, vừa hôn vừa căn, không chút nể tình. Da rẻ trắng nõn đã để lại vết hồng ái muội. Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Triệu Huy Thành. Sau tiếng xoạc kia, Chu Thiến không tự chủ được mà run người. Sự đáng sợ đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô. Sự sợ hãi và xấu hổ vô cùng nhanh chóng lấp đầy lòng cô. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô biết, lần này dù có khóc lớn thì anh ta cũng sẽ không buông tha cho cô. Lúc này, anh ta như con dã thú điên cuồng. Không, anh ta vốn là một con thú đội lốt người. Nhưng anh ta nghĩ cô sẽ để cho anh ta khinh thường cô hết lần này đến lần khác sao? Triệu Huy Thành, tôi sẽ làm cho anh không dám chạm vào tôi. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn ngứa ngáy trên người, đưa tay về phía gối đầu, sau đó lo lắng sờ soạng. Nhưng cô thực sự quá khẩn trương, cũng quá sợ hãi. Sờ soạng một hồi cũng chưa tìm được thứ mà cô muốn. Mà đúng lúc này, Triệu Uy Thành lại xoa lên chỗ bí mật của cô, chỗ mẫn cảm nhất, vô cùng có kỹ xảo. Chu Thiến chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, cảm giác tê dại như điện giật lan khắp toàn thân, đồng thời cảm giác hưng phấn đầy xa lạ khiến cả người cô run lên. Chu Thiến không nhịn được, khẽ rên rỉ. Chu Thiến 21 tuổi, chưa từng có quan hệ như thế này với bất kỳ một người đàn ông nào. Nhiều năm qua, không phải không có người từng theo đuổi cô, nhưng vì trong lòng cô từ trước đến giờ chỉ có một mình Kiều Tranh nên chưa từng có cho ai cơ hội. Cho nên trước khi xảy ra tai nạn xe, ngay cả nụ hôn đầu tiên cô cũng không có. Với chuyện nam nữ, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cho nên khi Chu Thiến nghe được tiếng rên rỉ của chính mình thì vừa thẹn vừa quẫn, hận không thể đập đầu mà chết. Thật không hiểu vì sao mình rõ ràng rất ghét anh ta nhưng lại có khoái cảm này. TV trong sách chẳng phải đều nói lưỡng tình tương duyệt mới cảm thấy khoái hoạt sao? Cô lấy gối đầu che đi khuôn mặt nóng bỏng của mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết luận, đây nhất định là thân thể Tống Thiệu Lâm tác quái, không liên quan gì đến cô. Nghĩ như vậy mới khiến sự xấu hổ trong lòng hơi giảm bớt. Bên tai lại nghe được tiếng cười nhạo của Triệu Huy Thành. Xem ra thân thể của cô rất hoan nghênh tôi đấy. Sau đó là tiếng anh ta tháo thắt lưng. Cùng lúc đó, môi Chu Thiến cũng chạm được đến thứ cô muốn, tỏi. Đó là lần trước về nhà mẹ đẻ cô lấy được tỏi. Cô vì dùng lúc khẩn cấp, lại sợ người hầu quét dọn phát hiện nên giấu nó vào trong gối đầu của mình. Không ngờ phát huy công dụng nhanh như vậy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy tỏi ra, vội cho vào miệng, ra sức nhai. Trong nháy mắt, vị cay nồng của tỏi kích thích giác quan của cô, nước mắt trào ra. Lúc này thân thể nóng bỏng của Triệu Huy Thành áp tới, chặt chẽ tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của cô, hai người cùng run lên.
Triệu Uy Thành kéo gối đầu trên mặt cô xuống, không nhịn được cười khẽ. Xấu hổ cái gì? Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên của chúng ta. Bởi vì Chu Thiến không còn phản đối kịch liệt như trước, nên lửa giận của Triệu Uy Thành rút đi không ít. Hơn nữa, cô ngây ngô như vậy khiến anh có cảm giác mới mẻ, giống như đêm tân hôn của hai người vậy. Trong lòng Triệu Uy Thành dấy lên chút chờ mong. Có lẽ qua lúc này, quan hệ của bọn họ sẽ cải thiện. Chẳng phải vẫn nói vợ chồng đánh nhau đầu giường, giảng hòa cuối giường sao? Có lẽ bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Lòng anh nhất thời dâng lên cảm giác dịu dàng, động tác cùng dịu dàng hơn. Triệu Uy Thành cúi xuống hôn môi cô. Giây sau, anh vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng lớn, trong mắt là sự khó tin vô cùng. Máu trên mặt rút sạch, tái nhợt như tờ giấy. Miệng cô lại có tỏi. Dạ dày anh bị càn quấy như ai đó bài sơn đảo hải. Anh bưng miệng, vội nhảy xuống giường, như tên bắn chạy vào nhà vệ sinh, ngồi xổm ở toilet mà nôn. Chu Thiến cũng ngồi dậy, tùy tiện chọn lấy một bộ quần áo mặc vào, sau đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh, dựa cửa, lạnh lùng nhìn bộ dáng nôn mửa chật vật của Triệu Huy Thành, cười vô cùng đắc ý. Rất khó chịu đúng không? Cái này cũng không trách tôi được. Ai bảo anh quá đáng như vậy? Tôi chỉ tự phòng vệ thôi. Xem anh sau này còn dám tùy tiện chạm vào tôi nữa không? Trong lòng cô chỉ có hai chữ: đáng đời. Buổi tối Triệu Huy Thành vốn không ăn gì, nôn mấy lần nhưng dạ dày vẫn cuộn lại, cho nên vẫn cứ nôn khan, nôn cả mật ra. Cả người toát mồ hôi lạnh, mồ hôi trán đầm đìa như mưa, cả người co rút lại. Tay nắm bồn cầu vì dùng sức mà trắng xanh, cả người khó chịu vô cùng, hơn nữa sự khó chịu đau đớn dường như không dừng lại. Triệu Huy Thành hận không ai có thể một gậy đập ngất mình đi. Chu Thiến nhìn cũng thấy rằng quá không ổn, sao lại nôn lâu như vậy. Lúc đó Hy Tuấn cũng không nói sẽ nôn nhiều như thế này mà. Giờ sắc mặt anh tái nhợt như tro tàn, nhìn trông cũng sắp té xỉu. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô cũng chỉ là muốn dạy dỗ anh ta một chút thôi, chứ đâu có muốn lấy mạng của anh ta. Cô bước lên, ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng Triệu Huy Thành. Bàn tay chạm đến lưng cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô hoảng sợ, sốt ruột hỏi: Anh thế nào rồi? Sao lại nôn kinh như thế? Chỉ là tỏi thôi mà, có phải là độc dược đâu. Sao lại khoa trương như thế? Này, đừng có làm tôi sợ. Ai ngờ Triệu Uy Thành lại nôn càng ghê hơn. Anh vừa nôn khan, vừa thở hổn hển, đứt quãng nói: Cô tránh xa tôi ra một chút. Miệng có mùi tỏi. Chu Thiến vội vàng đứng lên chạy đi xúc miệng. Chờ cô xúc miệng xong thì Triệu Huy Thành cũng dần dịu xuống. Triệu Huy Thành chậm rãi đứng lên. Anh cảm thấy cả người như bị rút sức, không còn tí sức lực nào. Cảm giác người rét đến thấu xương, cả người khẽ run lên. Chu Thiến có chút áy náy nhìn anh. Cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, làm anh khổ sở như vậy. Anh giờ thoạt nhìn trông tái mét, rất suy yếu, làm gì còn khí phách 10 phần, uy phong lẫm liệt như thường. Cô rụt cổ, nhỏ giọng hỏi: Anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không? Anh chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía cô. Lông mi dày khẽ nhíu lại, đôi mắt bình thường đầy ánh hào hoa bây giờ mất đi sự sáng rọi, mắt tối sầm như có hơi nước phủ. Trong đó không có lửa giận như Chu Thiến tưởng tượng, chỉ là thần sắc lạnh như băng cùng với cảm xúc mà cô không thể hiểu được. Đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, hơi thở gấp, thân thể trần trụi đầy mồ hôi, ngực thở phập phồng. Nhìn anh như vậy vừa có cảm giác yếu ớt suy sụp mà lại có loại phong tình động lòng người. Anh cứ lặng lặng nhìn cô như vậy, không tức giận, không chất vấn, không nói câu gì, nhưng thần sắc như hận, như buồn trong mắt anh lại khiến tim Chu Thiến như bị trói chặt lại. Chu Thiến cúi đầu. Triệu Huy Thành chậm rãi đi tới. Chu Thiến nghĩ anh định động thủ với cô, vai không khỏi hơi run lên, nhưng cô không né tránh. Giờ cô muốn né tránh, thậm chí là chống đối lại vô cùng dễ dàng, nhưng chẳng hiểu sao cô cũng không bước đi. Là vì áy náy nên cô nguyện ý cho anh xả giận, cô tự nhủ với mình. Nhưng Triệu Uy Thành đi đến bên cô, nhưng cũng không dừng bước, lướt qua cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, không quay đầu liếc cô lấy một lần. Sau đó nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Chu Thiến ngẩn người, cô nhìn cửa phòng tắm, trong lòng rối loạn, mơ hồ. Sự bình tĩnh quá mức này căn bản không phải là tính cách của Triệu Huy Thành. Hay là anh ta chờ khôi phục sức khỏe lại thì đối phó với cô? Cô đi ra ngoài, giúp anh lấy một bộ quần áo,
đặt ở ngoài phòng tắm rồi khẽ nói. Quần áo tôi để ở ngoài cửa. Trong phòng tắm yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Chu Thiến hơi dừng lại rồi nói tiếp. Tôi không biết phản ứng của anh lại nghiêm trọng như vậy. Hại anh như thế này, tôi thực sự rất xin lỗi. Câu xin lỗi này của cô là thành tâm thành ý. Chuyện hôm nay đổi lại góc nhìn khác, anh ta cho rằng cô là vợ của anh, làm chuyện đó là đương nhiên. Hơn nữa thân thể này cảm thấy sung sướng là thật. Đổi lại làm Tống Thiệu Lâm, chưa chắc sẽ từ chối anh ta. Trong phòng tắm vẫn chỉ im ắng, Chu Thiến không khỏi cao giọng. Này, anh có nghe thấy gì không? Nói gì đó đi được không? Yên lặng. Trả lời cô vẫn chỉ là sự yên lặng. Chu Thiến cảm thấy lạ. Cô gõ cửa phòng tắm, gọi lớn. Triệu Uy Thành, Triệu Uy Thành, anh có ổn không? Trả lời tôi đi. Vẫn không có gì đáp lại. Chu Thiến nóng nảy đẩy cửa phòng tắm ra. Tình cảnh bên trong khiến tim cô như vọt ra ngoài. Trong phòng tắm sương mù lượn lờ, dưới ánh đèn màu cam, Triệu Uy Thành ngã trong bồn tắm lớn, đầu ngoẹo sang một bên, tay vắt trên thành bồn, vô lực cúi xuống, mặt tái như tuyết. Mặt Triệu Uy Thành ửng hồng hơi mất tự nhiên, hai mắt hơi mấp máy, nâng mi rậm hơi rung, mặt nhăn lại, dường như đang phải chịu nỗi đau cực lớn. Khi Chu Thiến nhìn thấy cảnh này thì tim như nhảy ra ngoài. Cô vọt tới bên ngoài anh, kích động vỗ vỗ cánh tay lộ ra ngoài. Chu Thiến hoảng sợ phát hiện da anh nóng bừng, anh bị sốt. Chu Thiến gấp đến độ nói lắp bắp. Triệu Huy Thành, anh sao thế? Anh mau mau tỉnh lại đi, đừng có làm tôi sợ. Cô lại nhẹ vỗ mặt anh. Tỉnh đi, tỉnh lại nào. Lông mày Triệu Huy Thành giật giật, khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn, sau đó gục đầu sang một bên. Chu Thiến bị dọa đổ mồ hôi lạnh, tim như nhảy ra ngoài. Cô run run vươn tay sờ mũi của anh, xác định anh chưa tắt thở, chỉ mới hôn mê thì lòng mới thoáng lơi lỏng. Chu Thiến đứng lên, hoảng đến độ chạy quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đưa đến bệnh viện, đánh thức mọi người, gọi xe cứu thương. Nhất thời cô không biết nên làm gì mới tốt, thái dương toát mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, cô hít sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Trước tiên kéo Triệu Uy Thành trong nước ra. Nước đã dần lạnh, anh ta ngâm mình trong nước lạnh chắc chắn sẽ càng thêm bệnh. Cô đi đến bên bồn tắm, hai tay luồn qua nách của anh, muốn đưa anh lên, nhưng mà anh thực sự quá nặng, sức của cô không thể đỡ lên được, phải gọi người giúp, cô nghĩ. Cô chạy ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống dưới lầu, vừa vặn gặp Hy Tuấn từ đi từ ngoài vào. Chu Thiến như gặp được cứu tinh, cô nhào tới trước mặt anh, lo lắng nói. Hy Tuấn, mau đi theo chị. Hy Tuấn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng, vừa định hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì thì đã bị cô kéo lên tầng. Triệu Hy Tuấn không hiểu ra sao, chạy theo cô vào phòng, đến phòng tắm, thấy anh mình té xỉu ở bồn tắm thì biến sắc, hoảng sợ nói. Có chuyện gì đây? Chu Thiến đi đến bên cạnh Triệu Hy Thành, vội la lên. Giờ không phải là lúc nói chuyện đó, anh ấy giờ đang sốt, chúng ta đưa anh ấy lên giường đã. Triệu Hy Tuấn là đàn ông, có thể một mình vững vàng ôm Triệu Hy Thành đến giường. Chu Thiến cầm khăn tắm lau khô nước ở trên người Triệu Huy Thành, giúp anh mặc quần áo vào, đắp chăn. Lúc này cũng chẳng có chỗ để mà ngại ngùng. Triệu Huy Tuấn sờ trán của anh mình, nhíu mày. Sao sốt kinh thế? Ban ngày chẳng phải là vẫn tốt sao? Chu Thiến cúi đầu. Anh ấy gặp tỏi, nôn rất ghê, sau đó thì sốt. Triệu Huy Tuấn kinh ngạc. Anh ấy biết rõ bị dị ứng tỏi, sao lại ăn phải tỏi? Chu Thiến hổ thẹn nói không thành lời. Triệu Huy Tuấn thấy cô như vậy thì ngầm hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không gặng hỏi. Giờ có phải là nên đưa anh ấy đến bệnh viện không? Chu Thiến nhỏ giọng hỏi. Triệu Huy Tuấn lấy điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa nói. Gia đình mình có bác sĩ, rất quen thuộc với bệnh trạng của anh. Anh gọi điện thoại, sau đó đi đến một bên, nhỏ giọng nói gì đó, cuối cùng còn nhấn mạnh bảo bác sĩ phải nhanh đến. Chu Thiến nhìn Triệu Huy Thành trên giường, trong lòng vô cùng áy náy, không ngừng nói thầm ở trong lòng. Xin lỗi, xin lỗi. Triệu Huy Tuấn đứng ở cửa lớn chờ bác sĩ. Bác sĩ vừa đến đã lặng lẽ đưa anh ta vào phòng Triệu Huy Thành, không làm náo động đến bất kỳ ai. Bác sĩ xem qua tình hình Triệu Huy Thành rồi nói. Không có gì đáng ngại, tôi tiêm cho anh ấy, chờ anh ấy tỉnh lại thì cho uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là không sao.
Nghe bác sĩ nói như vậy thì lòng Chu Thiến mới thoải mái hơn. Bác sĩ đi rồi, Chu Thiến nhìn Triệu Hy Tuấn vẻ mặt mệt mỏi nói: "Hy Tuấn, em đi nghỉ đi, chị trông anh ấy là được rồi. Chờ anh ấy tỉnh lại, chị sẽ cho anh ấy uống thuốc." Hy Tuấn gật gật đầu, lúc gần đi, anh bỗng nhiên xoay người, nhẹ nhàng nói với Chu Thiến: "Chị dâu, em biết trước kia anh chị ở chung có vấn đề, nhưng em thấy sau khi chị mất đi trí nhớ, anh rất thành ý muốn bắt đầu lại với chị. Lần này anh chịu về đây chính là minh chứng tốt nhất. Cho nên chị dâu có thể cho hai người một cơ hội không?" Anh nói xong nhìn Chu Thiến thật sâu rồi mới xoay người rời đi. Chu Thiến nghe được mấy chữ bắt đầu lại thì tim không khỏi khẽ run lên. Mấy từ này dường như Triệu Huy Thành cũng nói qua với cô, nhưng bọn họ không biết cô không phải là Tống Thiệu Lâm mà là Chu Thiến. Cô vốn không liên quan gì đến bọn họ. Nếu không phải vì tai nạn thì cả đời cũng sẽ không quen biết bọn họ. Giờ cô chỉ là tạm thời sống trong thân thể này, sớm hay muộn thì cũng phải rời đi. Cho nên cô không muốn quyết định bất kỳ điều gì thay Tống Thiệu Lâm, cũng không muốn xâm nhập cuộc sống của bọn họ. Chỉ cần duy trì trạng thái bên ngoài cho đến khi Tống Thiệu Lâm tỉnh là được. Nhưng những chuyện đó nên giải thích sao với bọn họ? Chu Thiến thở dài, ngồi xuống bên giường. Sau này nên đối mặt với Triệu Huy Thành như thế nào? Bảo cô dùng tỏi đối phó, cô vạn vạn không làm được. Chuyện lần này đủ khiến cô hoảng sợ. Có lẽ cô nên thử nói chuyện với anh, để anh ta cho cô chút thời gian. Chu Thiến nhìn Triệu Huy Thành, có lẽ tiêm đã có tác dụng. Hơi thở dần ổn định, mặt cũng giãn ra, trán bắt đầu toát mồ hôi. Cô vội chạy vào nhà tắm, lấy một chậu nước ấm, ngâm khăn mặt rồi lau mồ hôi cho anh. Động tác vô cùng mềm nhẹ, khăn mặt lạnh thì lại làm ấm. Hết lần này đến lần khác, không hề mất kiên nhẫn. Lại thấy miệng Triệu Huy Thành khô thì tìm nước đến thấm ướt môi anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô không hề dừng lại. Cô hoàn toàn là vì áy náy mà chăm sóc cho anh, không có lấy một câu oán hận. Gần tảng sáng, phía đông mặt trời dâng cao, Triệu Huy Thành đột nhiên khẽ hừ nhẹ một tiếng. Chu Thiến dựa vào bên giường ngủ, lập tức tỉnh lại. Cô ngẩng đầu, vui mừng nhìn Triệu Huy Thành. "Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn không?" Triệu Huy Thành vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy vui mừng của Chu Thiến. Trong căn phòng u ám, hai mắt cô như hai viên bảo thạch tỏa sáng, bên tai cũng vang lên giọng nói thân thiết của cô. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi qua rèm cửa, ngẫu nhiên một tia gió nhẹ xuyên qua rèm cửa, khẽ thổi lên khuôn mặt anh, tựa như bàn tay dịu dàng của người tình. Bốn phía im lặng. Trong nháy mắt này, anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này làm cho người vốn luôn trầm ổn như anh thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Triệu Huy Thành ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố của mình. Anh chậm rãi ngồi lên. Chu Thiến rót một chén nước cho anh rồi đưa cho anh mấy viên thuốc, khẽ nói: "Bác sĩ dặn anh tỉnh lại thì phải uống thuốc." Triệu Huy Thành nhìn cô một cái, yên lặng đón lấy viên thuốc, uống một ngụm nước, sau đó đưa chén nước lại cho cô. Chu Thiến đón lấy cái chén đặt một bên, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận nhìn anh. Sắc mặt anh dù còn chút tái nhợt nhưng khá hơn hôm qua rất nhiều. Trong lòng thầm thều phào, bộ dạng đêm qua của anh đúng là khiến cô rất sợ. Lúc này mặt anh không chút thay đổi, nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mỏng manh bên ngoài chiếu vào, nửa sáng nửa tối, trông như bức tranh tương phản, có vẻ đẹp thần bí. Mặt cô hơi nóng lên, không khỏi cúi đầu. Qua hồi lâu sau mới khẽ nói: "Xin lỗi, tôi không biết lại nghiêm trọng như vậy." Sau khi nói xong, cô vẫn cúi đầu, lặng lặng chờ lửa giận của anh. Cô đã hạ quyết tâm rồi, cho dù bị anh bạt tai thì cũng sẽ chỉ lặng lẽ chấp nhận, bởi vì so với sự đau khổ tối ngày hôm qua của anh thì thực sự chẳng đáng là gì. Nhưng cô đợi hồi lâu cũng không thấy gì, Triệu Uy Thành thậm chí còn chẳng có động tĩnh. Bên trong yên lặng khiến người hít thở không thông. Ngay tại lúc Chu Thiến không nhịn được, như định nói gì thì Triệu Uy Thành trầm trầm nói. Giọng nói của anh có sự ấm áp vì bị ốm, nhưng lại có vẻ gợi cảm mơ hồ. Trong không gian yên tĩnh này vô cùng mê người, anh nhẹ nhàng nói: "Giờ tôi đã tin em thực sự mất trí nhớ. Trước kia tuy rằng em không biết sở thích của tôi, nhưng với chuyện tôi bị dị ứng tỏi thì em rất rõ. Căn bản không cần phải hỏi Hy Tuấn." Chu Thiến hơi chấn động, thì ra anh ta biết hết. Hôm đó vừa về nhà,
Khi Tuấn nói với tôi, em hỏi thăm sở thích của tôi với nó. Tôi nghe xong cảm thấy thật vui vẻ. Về sau tôi luôn nghĩ có thể quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện. Có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Không ngờ sự thật lại khiến cho tôi khó xử như thế này. Anh cười tự giễu, trong tiếng cười có sự thê lương thản nhiên. Tiếng cười này khiến Chu Thiến cảm thấy rất khó chịu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa vặn Triệu Huy Thành cũng quay đầu lại. Hai mắt anh tối đen như đầm nước sâu không thấy đáy. Anh nói tiếp, tôi và Hy Tuấn đều tự cho là đúng, mà nghĩa là em đang hỏi về sở thích của tôi. Lại không biết, thì ra em chỉ là hỏi xem tôi ghét thứ gì. Em muốn tôi chán ghét em, biết được tôi dị ứng tỏi, chẳng qua là niềm vui của em. Nói cách khác, cho dù em mất trí nhớ thì cũng không từng nghĩ muốn sống bên tôi, cũng chưa từng nghĩ muốn lấy lòng tôi. Anh nhìn cô thật sâu. Chẳng lẽ tôi khiến em chán ghét đến như vậy? Trong giọng nói dần có khí phách, anh thực sự không nghĩ ra, bất kể là phương diện nào, gia thế, tài lực, năng lực, thậm chí cả ngoại hình, anh đều là người lý tưởng trong mắt phụ nữ. Anh làm chồng cô thì có gì khiến cho cô không hài lòng, phải tìm mọi cách để chống đối anh. Lúc đầu Chu Thiến thấy anh đoán lòng cô chuẩn xác như vậy thì có chút sợ hãi về năng lực của anh, nhưng sau khi nghe hết chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là trước kia nghe được những lời này thì cô sẽ không chút nể nang mà nhạo báng anh, miệt thị anh. Nhưng cô vừa mới chỉnh anh rất thê thảm, thật chẳng dám bày ra vẻ mặt đó trước mặt anh. Trong lòng cô thậm chí vẫn còn nghĩ người như thế nên dạy bảo cẩn thận một chút. Cô ra sức ép mình bình tĩnh. Cô nhìn thẳng anh rồi nói, anh đã bao giờ muốn sống an lành với tôi? Lời này của em là có ý gì? Tôi nhớ tôi từng nói với em rằng tôi mong chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Trong mắt của anh, vợ chỉ là con rối để cho anh đùa nghịch sao? Anh không có hứng thú thì gạt qua một bên, cùng người phụ nữ khác vui vẻ. Khi anh thấy có hứng thú thì lại muốn bắt đầu lại từ đầu là sao? Lúc vợ mới ra viện là lúc cần được chồng quan tâm nhất, thì kẻ làm chồng như anh đang ở đâu? Để tôi đoán nhé, anh đang ở trên giường của bạn thân của vợ. Tôi nói đúng chứ? Chu Thiến nhìn anh, trong mắt lóe ra tia châm chọc. Ai ngờ Triệu Huy Thành phì cười rồi nói, Thiệu Lâm, em cũng lớn lên trong nhà giàu có, loại chuyện này hẳn em cũng nhìn quen mắt. Trước khi bị tai nạn, em chẳng bao giờ hỏi tôi chuyện này, sao giờ lại để ý đến như vậy? Anh nói thật nhẹ nhàng, không chút nào để ý, dường như thấy cô đang chuyện bé xé ra to vậy. Chu Thiến lắc đầu, thở dài. Cô cảm thấy bọn họ như người ở hai hành tinh khác nhau, hoàn toàn không có tiếng nói chung, không thể thấu hiểu nhau. Nhưng vì những ngày tháng sau này có thể an ổn, cô vẫn mong anh hiểu ý của mình. Tôi mặc kệ cuộc sống của người khác như thế nào, nhưng tôi mong chồng tôi phải trung thành với hôn nhân. Chẳng phải anh mong tôi chung thủy sao? Đây chính là đạo lý. Tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng tôi tin rằng tôi không hỏi chẳng qua là vì tôi không buồn để ý mà thôi. Triệu Uy Thành nghe cô nói như vậy thì tim hơi nhói lên. Anh tựa vào thành giường, áo ngủ hơi hé ra da thịt bóng loáng, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt nhìn cô như có sương mù. Nói như vậy thì giờ em mới để ý. Chu Thiến thầm mắng một điều yêu nghiệt. Ánh mắt mơ hồ, mãi đến khi nhìn thẳng vào ánh mắt đắc ý của anh thì mới ép mình không quay mặt đi, tim đập loạn. Cô không khỏi mặt đỏ tai hồng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ bản thân, vì sao lâu như vậy vẫn không thể chống cự lại sắc đẹp của anh ta. Cô hít sâu một hơi, chờ nhịp tim ổn định lại thì mới nói, không, tôi cũng không để ý. Tôi không để ý một người xa lạ có đàn bà khác hay không, nhưng nếu như người đó là chồng của tôi sẽ không có cách nào ở chung với anh ta. Triệu Huy Thành, tôi rất công bằng. Tôi chưa bao giờ có ý định muốn thay đổi anh. Tôi cũng không hề yêu cầu anh. Tôi chỉ không thể nào chấp nhận anh thôi. Cuộc hôn nhân này, anh cũng nên công bằng một chút chứ. Cứ ép tôi phải chấp nhận anh như vậy thì có ý nghĩa gì? Triệu Huy Thành ngồi thẳng dậy, vẻ quyến rũ khi nãy biến mất trong chớp mắt, cả người toát ra hơi thở âm ngoan.
Em không thể chấp nhận thì sao? Chẳng lẽ em cho rằng em có thể rời khỏi tôi? Chu Thiến nhíu mày, sao nói cả buổi mà như chẳng được tác dụng gì. Cô có hơi bực mình, cô lại hít sâu, tự nhủ với chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh ta vẫn là bệnh nhân, hơn nữa chọc giận anh ta, mình cũng không có đủ ngon mà ăn. Vì thế, cô nhẫn nại nói với anh. Tôi không có ý này. Tôi không nói là tôi sẽ rời bỏ anh. Tôi chỉ mong anh cho tôi chút thời gian, cũng là cho chúng ta chút thời gian. Đừng ép tôi làm những việc mà tôi không muốn. Tôi không mong muốn chuyện đêm qua lại xảy ra. Em đang uy hiếp tôi. Anh tới gần cô, gắt gao nắm chặt bả vai cô. Em nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện đêm qua xảy ra một lần nữa. Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, nhưng thoáng thấy cô đau đớn thì lập tức buông tay. Anh nghiêm mặt, xốc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm. Ầm một tiếng, cửa đóng chặt lại. Chu Thiến nhìn bóng lưng của anh, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lần đầu tiên cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh ta, lại thành ra thế này. Con người này là từ sao Hỏa đến hay sao? Bằng không sao nghe mà không hiểu lời cô nói. Triệu Uy Thành hầm hầm đi ra khỏi phòng tắm, lập tức đi vào phòng thay đồ. Chỉ nghe mấy tiếng loạt xoạt, lúc trở ra đã thay âu phục màu xám, thắt cà vạt, tóc chải qua, người cũng sạch sẽ, cả người thần thái sáng láng, càng thêm đẹp trai. Chu Thiến nói. Anh mới khỏe lại mà đã đến công ty à? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi thêm. Triệu Huy Thành hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn cô một cái, đi thẳng ra ngoài. Chu Thiến bĩu môi nhưng cũng không tức giận. Ai bảo cô chỉnh anh thảm như vậy, giờ chẳng qua bị thái độ thôi, thế là may lắm rồi. Hơn nữa cũng phải nói lại, dựa vào tính tình của anh sao không phản ứng gì. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bị anh nổi cơn lôi đình, nhưng không ngờ lại sóng êm biển lặng đến như vậy. Tối hôm qua chẳng qua cô có hơi bị hoảng, suýt thì bị bóp chết, nhưng lại thành ra để anh ta chịu khổ. Ngược lại bản thân lại chẳng sao. Quả nhiên là người từ sao Hỏa đến. Cô là người trái đất, hoàn toàn không hiểu được. Triệu Huy Thành một đường đi như bay, tức giận vô cùng. Người phụ nữ kia rốt cuộc nghĩ cái gì? Chỉ vì bên ngoài anh có một hai người đàn bà thì chống đối anh, đây là đạo lý gì? Cha anh nhiều năm qua phụ nữ cũng hết người này đến người khác, giờ cũng không dừng lại. Mẹ chẳng phải cũng giả câm điếc, nhìn thấy cha vẫn phải tươi cười lấy lòng, thậm chí còn tận tâm hơn vì sợ tạo cơ hội cho kẻ khác. Sao lại có người như cô hao hết tâm tư mà chống đối? Thật muốn vặn bung đầu cô ra xem bên trong rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì. Cô chẳng lẽ không sợ anh ở chỗ người khác không về? Nhưng xem bộ dáng đó của cô thì hình như thực sự ước anh không trở lại. Triệu Uy Thành nghĩ đến đó không khỏi khẽ mắng một tiếng, chân nhấn ga, chiếc ô tô như bay đến thẳng cao ốc Triệu Thị. Cao ốc tập đoàn Triệu Thị tọa lạc ở giữa khu phố phồn hoa, tòa nhà cao ngất, cửa sổ thủy tinh chói lọi. Trước là vườn hoa quảng trường, trong quảng trường còn có đài phun nước lớn. Dưới ánh nắng ban mai, tất cả đều có khí thế bức người, vô cùng đồ sộ. Triệu Uy Thành đem xe vào bãi đỗ xe, bảo vệ thấy anh thì tươi cười chào. Triệu tổng, hôm nay đi làm sớm vậy? Triệu Uy Thành lạnh lùng nhìn anh ta một cái, rồi chạy xe thẳng vào. Bảo vệ ngượng chín người đứng đó, nhìn bóng xe lẩm bẩm. Lên mặt cái gì? Chẳng qua là đầu thai tốt hơn người khác thôi. Triệu Uy Thành đỗ xe rồi đi vào thang máy. Lúc này trong đầu anh vẫn còn đang tự hỏi, chẳng lẽ sức cuốn hút của anh bị giảm sút? Đúng lúc này thang máy tinh một tiếng rồi dừng lại, cửa từ từ mở ra. Đi vào là một cô gái trẻ mặc váy công sở, tay cầm tập công văn dày. Ngẩng đầu thấy Triệu Uy Thành thì sửng sốt, hoảng sợ gọi. Xếp tổng. Triệu Uy Thành đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới. Anh nhìn cô gái trẻ mỉm cười, nói. Vào đi. Cô gái kia mặt lập tức ửng hồng, cô si ngốc nhìn anh, tài liệu trong tay rơi lả tả. Triệu Uy Thành giúp cô nhặt lại giấy tờ, đưa cho cô, cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóng. Cẩn thận. Vẻ mặt cô gái kia như sắp ngất đến nơi. Lúc này mà Triệu Huy Thành mới giãn ra một chút, vẫn may sức quyến rũ của anh chưa có giảm. Cả ngày hôm đó, cô gái kia lúc nào cũng như ở trong mơ, luôn luôn tự cười, chỉ nghĩ đến nụ cười khiến vạn vật lu mờ của sếp Triệu. Văn phòng của Triệu Huy Thành ở tầng cao nhất. Khi tới nơi, cả tầng vẫn yên lặng. Cũng đúng, giờ còn chưa đến 8 giờ là anh đến sớm.
Anh đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Văn phòng của tổng giám đốc đương nhiên là vô cùng rộng rãi. Ở giữa là bàn ghế sofa, bên cạnh cửa kính là bàn làm việc lớn, bên cạnh còn có một quầy bar với đủ loại rượu thượng hạng. Triệu Huy Thành đi đến quầy bar, rót một ly rượu vang, sau đó mang ly rượu đến trước cửa sổ quan sát. Toàn bộ thành phố đều trong mắt anh. Anh rất thích cái cảm giác cao cao tại thượng này, mọi thứ đều nắm trong tay. Lúc này, ánh nắng buổi sớm nhuộm lên khung cảnh một tầng ánh sáng vàng. Con đường chật chội, chỗ nào cũng là những chiếc ô tô như những bao diêm, còn cả đám người màu đen nhấp nhô. Dần dần, ngoài văn phòng cũng bắt đầu đông đủ. Nhóm thư ký của anh bắt đầu chuẩn bị công tác. Anh có 4 thư ký, nghe giọng thì chỉ có 3 người. Tiếng các cô líu díu nói chuyện phiếm tựa như tiếng ếch kêu, anh không thể nghe rõ. Này, hôm nay các cậu có đọc báo buổi sớm không? Có chứ, có chứ, một người hưng phấn đáp. Ảnh chụp hai đại mỹ nam bắt tay chiếm toàn bộ trang báo. Bọn họ đang nói ai vậy? Ai, người còn lại than nhẹ. Thật không ngờ, trên thương trường còn có người đàn ông đẹp trai có thể so sánh với tổng giám đốc của chúng ta. Có thể tưởng tượng lúc này mắt của cô nàng nhất định là đang sáng long lanh. Càng quý đó là chưa kết hôn. Nghe nói là kim quy biển, rùa vàng nhưng ở nước ngoài, vốn làm việc ở công ty đầu tư bên Mỹ, lần này được bổ nhiệm đến làm giám đốc công ty ở khu vực châu Á. Thật quá ảo, chính là Bạch Mã Vương Tử đó. Thì ra là đang nhắc đến tên tiểu tử Kiều Tranh kia. Tiểu tử đó có tốt như các cô bình luận sao? Thật đúng là mắt mọc đằng sau, không có kiến thức, mất mặt anh quá. Nhưng dù thế nào cũng chỉ là người làm công, thủy chung cũng còn kém Vương Tử một chút, không đủ cao quý. Lời này coi như có trình độ, có kiến giải, tháng sau tăng lương cho cô này. Anh Hùng không bàn đến xuất thân, anh ấy không xuất thân cao quý, nhưng có bao nhiêu người cũng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Trái lại, còn hơn cái đám công tử tự cho là cao quý, ai cũng chỉ biết ăn chơi trác táng. Cậu đừng vì công tử nhỏ lý mà vơ đũa cả nắm. Ai nói công tử nhà giàu thì sẽ phải ăn chơi trác táng? Nhìn tổng giám đốc của chúng ta kia kìa, nhưng trên thương trường cũng đủ thủ đoạn, còn cả ánh mắt của anh ấy nữa, rất uy nghiêm. Triệu Uy Thành nghe được thì liên tục gật đầu, đúng là nên để Tống Thiệu Lâm đến nghe mấy lời này. Này Tiểu Lợi, tổng giám đốc không có ở đây, có cần vuốt đuôi ngựa nịnh nọt như vậy hay không? Tổng giám đốc đúng là có năng lực, quyết đoán, nhưng cũng quá lăng nhăng. Còn cả chuyện anh ta và Văn Phương. Ây da, ây da, đừng có nói nữa, chị Phương đến kia kìa. Lúc này nghe được tiếng giày cao gót vang lên, phụ trợ cho giọng nói sắc bén của Văn Phương. Còn tán gẫu cái gì, tổng giám đốc cũng sắp đến, mau chuẩn bị đi. Thật kỳ quái, trước kia chưa bao giờ cảm giác giọng của cô sắc bén như vậy. Trước mặt anh, cô ta luôn luôn dịu dàng đáng yêu, thì ra giọng nói cũng có thể có mặt nạ. Văn Phương lại tiếp. Tiểu Lợi à, cô đi mua đồ ăn sáng đi đây cho tôi. À, ngại quá chị Phương à, em còn phải dọn văn phòng cho tổng giám đốc. Văn phòng tổng giám đốc không cần cô dọn, tôi chuẩn bị là được rồi, cô mau đi đi. Tiểu Lợi bất mãn a một tiếng. Sau đó tiếng giày cao gót của Văn Phương lại vang lên rồi biến mất ở toilet bên kia. Tiểu Lợi thấy cô ta đi rồi thì khẽ mắng. Sao lần nào cũng bắt người khác mua đồ ăn sáng cho cô ta chứ? Cô ta không tiện đường mua, đi lên được à? Như vậy mới có thể bộc lộ được địa vị, sự tự phụ của cô ta đó. Cái gì chứ? Chẳng lẽ thực sự nghĩ mình là bà chủ? Mình khuyên cậu đi nhanh đi, cậu mà khiến cô ta không vui, chỉ cần cô ta thủ thỉ bên gối với tổng giám đốc thì sẽ bất lợi cho cậu đó. Tiểu Lợi vừa nghe vậy thì nóng nảy. Đây là chuyện nghiêm trọng đó, công việc này có tiền đồ, tương lai còn phải dựa vào nó mà câu rùa vàng, không thể bỏ lớn lấy bé được. Mình đi đây.